Đợi chị nãy giờ hả? Trời ơi, sáng nay chị tính like rồi mà đơn nhiều quá trời luôn, chị làm không có kịp. Sáng nay tính bán rồi đó mấy bà ơi. Mà đêm hôm qua làm khuya nữa chứ. Sáng nay vậy không có nổi luôn á trời. Sáng nay hè thực sự là vậy không nổi để mà like luôn á. Rồi làm từ sớm quần quần chứ tới giờ chốt đơn với bà luôn nè. Ở đâu còn số đầu quá hả? Còn cho xưởng về hàng này kia nữa. Trời ơi, bây giờ mới gọi là phải gọi là bây giờ mới được lên với bà chế luôn rồi đó, tranh thủ nhất có thể luôn rồi đó mấy bà ơi, chưa ăn luôn á. Cảm ơn chị Huyền Phan nha. Cảm ơn chế. Trời ơi. Còn phải nói, đồ đẹp mà rẻ còn phải nói. Ai thì làm lại em á chị ơi. Thiệt luôn á trời. Vô giùm em nha mấy bà nha. Hello, hello. Hello mấy chị, hello mọi người. Trời ơi, cái bộ này nó đẹp quá trời luôn mấy, thiệt sự luôn mấy bà ơi, chết rồi. Cái bộ này thiệt sự với mấy chế luôn là chết rồi. Trời ơi, hôm nay nó về hàng được cái bộ này cho em rồi nè mấy bà ơi. Ngày hôm qua em về rồi mấy chị. Mà em like không kịp, đúng rồi. Hôm qua em về rồi mà hôm nay em like không, mà em like không kịp. Ta nói chứ hàng hôm nay là phải nói là nhất cái nắp nha mọi người nha. Mấy bà nhớ vô săn sale bộ ngố 39 ngàn giùm em nha. Hôm nay là em lên bộ ngố 39 ngàn cái bà nữa đó. Được chưa? Chị nào đang xem like chấm ba và chia sẻ giùm em liền nha mọi người nha. Set bộ này hôm nay em mới về hàng thêm cho mấy chị rồi ha. Chỉ có 95 nghìn một bộ giùm em thôi nha mấy chị. Mới về một cái đợt luôn. Nóng hổi vừa mang luôn mấy chị ơi. Quá hot mấy chị. Cái con bộ này cho em là quá hot hit cho mấy chị luôn rồi nè. Được chưa? Ok chị Thùy Nguyễn lấy set trắng nè. Nguyên một bộ đang mặc giá chỉ có 95 nghìn một em thôi à mấy chị ơi. Đó rẻ bèo hả bà. Rẻ bèo mà đúng không? Rồi, chị nào đang xem live thì cho em xin một chấm liền giùm em ha mấy chị ha. Chấm bài và chia sẻ live stream giùm em liền. Để làm cái gì mấy chị? Đầu live mình săn sale, săn hàng giá rẻ giùm em. Mấy cái con mắm này nó gọi điện không có nghe máy nữa mấy chị ơi. Là em lên sẽ lên hàng giá rẻ cho mọi người ha. Với lại hàng bơm đầu live nữa mấy chị ơi, rất là nhiều luôn. Đó là chị nào đó, chưa chia sẻ thì chia sẻ nhanh tay giùm em nha. Có hàng rồi em ơi. Set sơ mi quần ngủ có hàng rồi. Có rồi nha bé ơi. Ok chị Thùy Nguyễn nè, lấy set màu trắng đang mặc nè. Set sơ mi hôm nay về hàng lại cho mấy chị rồi. Mấy chị ơi, mấy chị đợi em xíu nha, em lên liền. Đó, set sơ mi mà áo ấy sao chị ta. Set sơ mi quần ngủ là mới về hàng thêm cho em rồi nè ha. Hàng đẹp là phải về thêm với bà chứ sao giờ. Trời ơi. Vô chưa. Alo. Alo mấy chị đẹp của em. Anh ơi sao anh làm cái nước cho em anh. Rồi. Ai đang xem live chấm bài giùm em liền nha cả nhà. Ok mấy chị nha. Trời ơi em nói thiệt sự luôn mấy chị ơi. Cái set này em nói thật sự với bà luôn là nó quá hot rồi mấy chị em ơi. Quá hot giùm em luôn nha mọi người nha. Set em đang mang nha mấy chị ơi, 60 cân trở lại giùm em mấy chị ơi. Phải nói là mặc thoải mái mấy chị nha. Mặc là mặc thoải mái cho mọi người luôn chứ không phải là mặc vừa nha mấy chị nha. Phải nói là thoải mái giùm em luôn nha. Vậy hả? Hôm nay chị lên hơi trễ chút xíu. Bộ em đang mang giá chỉ có 95 nghìn một set thôi nha mọi người nha. Và em có màu nè mấy chị. Thứ nhất, cái quần em cho mấy chị coi nè. Em bán bộ này không biết bao nhiêu bộ rồi nha mấy bà nha. Đây mấy chế coi giùm em luôn. Đó, chị thấy không? Trời ơi, quần là có túi cho em nè mọi người nè. Quần là có túi cho mấy chị luôn, được chưa? Rồi, form áo của nó đây giùm em. Cái dáng em nó thật sự với bà luôn là chỉ có đỉnh cao thôi nha mấy chị ơi. Chỉ có đỉnh của chóp thôi, khỏi nó nhiều quá chị. Khỏi nó nhiều. Set em đang mang giá chỉ có 95 nghìn một set thôi nha mọi người nha. 95 nghìn giùm em luôn. Cái form áo là dạng baby doll. Và đặc biệt ở chỗ đó mấy chị nè. Cái cổ của em là hàng thêu. Cái cổ của nhà em là hàng thêu luôn mấy chị thấy không? Hàng mà hàng thêu form chuẩn xịn sò như thế này mà em bán giá chỉ có 95 nghìn cho mấy chị thôi. Rồi ai làm lại em mấy chị? Không có ai mà dám bán cho mấy chị cái giá em đang bán cho mọi người đâu. Mọi người cứ tận tin em một điều là như vậy ha. Rẻ đẹp là cứ về đổi em mấy chị ơi. Rẻ mà đẹp là cứ về đổi em ha. Rồi đây mọi người. Form nè mấy chị, màu nè. Màu xanh giùm em luôn nè mấy chị ơi. Màu xanh ha, màu nu, màu hồng và màu em đang mặc là màu trắng. Một bộ như thế này giá của em là chỉ có 95 nghìn thôi. Quần của em là có túi cho mấy chị luôn. Em lên màu trắng để chứng minh một điều rằng cái set này nhà em không hề mỏng cho mọi người ha. Form giùm em luôn. 40-60 cân là mấy chị mang vừa. Và set hoa theo này nhà em giá chỉ có 95 nghìn một set thôi mọi người ơi. 95 nghìn cho em một set nha mọi người nha. Siêu rẻ cho mấy chị đẹp của mình chưa? Siêu rẻ, siêu xịn sò cho mấy chị chưa? Đó, em bán cái giá như thế này thôi chứ mấy chị còn đợi em bán giá bao nhiêu nữa. Thật sự luôn á mấy chị. Em bán giá này thôi chứ còn mấy chị còn muốn em bán giá làm sao nữa đây trời. Quá trời xuất sắc của cuộc tình giùm em luôn với bà gái nha.
đó, ba màu giùm em xuất sắc cho mấy chị chưa, màu hồng, màu nu, màu xanh và màu em đang mặc là màu trắng, giá chỉ có 95.000 một set giùm em thôi, 40-60kg mấy chị mang vừa giùm em ha. Chị nào đang xem like nhớ chấm bà và chia sẻ live stream giùm em luôn, để em lên đầu like em tặng cái bà chế bán sale đầu like cho mọi người ha, giá cực kỳ rẻ cho mọi người luôn, được chưa? Ai chưa chia sẻ nhanh tay chia sẻ live stream cho em nha. Rồi thế là đang mặc 95.000, 40-60kg mặc vừa giùm em. Nghe rõ số ký nha mọi người, nghe rõ số ký hãy chốt hàng, chứ không thôi chốt xong rồi hàng tới mở ra em ơi chị mặc không vừa là chết nha mấy bà ơi, là chết mấy bà nha. Em báo số ký rồi nha mọi người nha. Đây mấy chị ơi, 40-60 cân giùm em luôn, được chưa? Ok, Nhung lấy xích trắng luôn hả? Nguyễn Trần Hồng Nhung lấy xích xanh nè. Ok, tình yêu luôn, mấy xích trắng rồi. Mấy xích trắng rồi vậy? Hả? Ba xích trắng hả? Rồi hết trắng luôn. Rồi có xích trắng đang mặc là hết luôn á. Vậy là hết trắng luôn nè mấy chị ơi. Rồi màu xanh luôn nè. Màu xanh luôn nè, hết trắng luôn nha mấy bà nha. Trời ơi, cái gì mà nhanh dữ vậy trời. Cái gì mà nhanh lia lịa vậy trời. Rồi mấy chị ơi, em lên một mã tri ân đầu like cho mọi người đây ha. Chốt giùm em liền mấy chị ha, một mẫu xích ngố mấy chị. Bộ ngố ba ri em bán cho bà chế 39.000. 39.000 dành cho trận chị đẹp có chia sẻ livestream ha. Có chia sẻ livestream giùm em và comment nhanh tay là mình chốt đơn giùm em liền. Nên bởi vậy đầu like lúc nào cũng phải coi mấy chị là vô là phải chia sẻ giùm em ha. Nguyễn Trần Hồng Nhân lên cho em số điện thoại liền. Lên giùm em có số điện thoại liền nha mấy chị đẹp nha. Được chưa? Xét ngố 39.000 cho chị đẹp có chia sẻ livestream giùm em. Comment nhanh tay là mình chốt đơn thôi, khỏi nói nhiều. Hả mấy chị ha. Xét đang mặc 60kg mặc vừa giùm em nha mấy chị nha. Cao 96 giùm em là ok. Được không? 39.000 em chốt cho chị đầu tiên là chị Huyền Chế có chia sẻ livestream, comment nhanh tay. Đúng cú pháp lên đơn liền mấy chị ơi, khỏi cần khỏi nói nhiều mấy chị. Không có cần chần chừ suy nghĩ gì hết á. Bán cho mấy chị rất là rẻ luôn. Pyjama đùi 7 màu chị có đăng hình là hàng về lại đó em. Hàng em có đăng hình có nghĩa là hàng về lại cho mấy chị rồi ha mấy chị ha. Mình chịu khó theo dõi trang fanpage giùm em nha. Để hàng ngày em lên hàng là mấy chị biết liền nha mấy chị. Rồi sale luôn cho mấy chị một cái set Mickey quần beo giùm em. Set Mickey quần beo mấy chị ơi, 49.000. Mickey quần beo một set duy nhất 49.000 giùm em nha cả nhà nha. Ai lấy chốt giùm em liền set quần dài Mickey 49.000 giùm em liền. Áp dụng chia sẻ livestream cho em ha. Áp dụng chia sẻ livestream giùm em. Được chưa? Mỗi mẫu nó chỉ có một sản phẩm thôi nha mọi người, nên là mấy chị nào mình vô một cái mình cho em xin một chấm chia sẻ cho em liền nha mọi người. Như chị Quỳnh Giao nè, comment nhanh nhưng mà lại không chia sẻ là không chốt được đơn đó mấy chị. Rất là trời ơi thiệt luôn, rất là đơn giản luôn chị. Mấy chị cần chia sẻ hiện lên cho em cái người, cái nhãn là người chia sẻ thôi là mình chốt vậy thôi, có dông mấy chị. Em không cần mấy chia sẻ 10 lần hỏi nhớ hay là nhiêu, không cần luôn mấy chị ơi, không cần nha. Chị cần có chia sẻ giùm em thôi là mình vô mình săn sale đầu like thôi nha mọi người nha. Quá đơn giản, quá dễ thương với mấy chị là như vậy thôi, chứ còn đòi cái chi nữa trời. Wow. Rồi, một con áo Balenciaga giùm em luôn mấy chị nha, mẫu mới ngày hôm qua luôn. Bán chi ân cho cả nhà mình luôn giùm em luôn ha, 33.000. 33.000 giùm em ha mọi người ha, chốt cho em liền. Áo 33 kèm số điện thoại. Áo 33 kèm số điện thoại giùm em. Nguyễn Thị Phượng Quyên chốt đồ trong tin nhắn cho em chưa, để em lựa thêm. Nguyễn Thị Phượng Quyên, em cứ lựa đi em, cái nào chị chốt cho anh bóc chị thả thả tim rồi là có hàng rồi đó em yêu. Thả tim là có hàng rồi nha. Được chưa? Chốt giùm em liền nha mọi người nha. Mickey 49 là của Sam Sam đó gái ơi. Áo 33.000 em chốt cho chị. Chị nào nè? Em thấy chị Hoa Nguyễn comment rồi nè mà chia sẻ chưa? Chị Hoa Nguyễn áo 33.000 nè. Ok chị Hoa Nguyễn luôn. Tiếp tục giùm em nha mọi người nha. Một mẫu ngố giùm em mấy chị ơi. Đây đây đây. Một bộ ngố ba ri giùm em nha mấy chị nha, quá trời dễ thương luôn. Một mẫu ngố ba ri giùm em mấy chị. Rồi 49.000 tiếp tục, một mẫu tiếp tục giùm em luôn 49.000. 39.000 chứ lộn. Sếp đang mặc em, sếp đang mặc hết rồi. Còn hết rồi mà anh. Còn màu khác thôi, sếp đang mặc chỉ còn có 3 màu ở dưới thôi nha mọi người nha, còn 3 màu giùm em thôi. Rồi, bộ ngố giùm em nha mọi người nha. 45.000 chứ lộn, để em khỏi lộn với cái mã kia nè mấy chị ơi. 45.000 nè, ok giùm em. 45 giùm chị nha, ngố trắng. 45.000 giùm em. Rồi mấy chị ha, set em đang mang nha mọi người nha, tạm thời là em hết màu trắng đó mấy chị ơi. Hiện tại là em còn màu xanh nè, màu nu, màu hồng giùm em. Xanh, nu và hồng nha mọi người nha. Rồi bây giờ em sẽ lên cho mấy chị coi cái màu khác của em nè. Kệ nó, cái bộ này nó đẹp dữ dằn luôn mấy chị ơi, mấy chị tin em đi mới thiệt sự luôn á, quá là sang, quá là xịn giùm em luôn. Em lên cái set này màu nu cho cả nhà nha.
Hiện tại em có màu nè, màu hồng nè, màu nâu nè, màu xanh giùm em luôn. Tất cả là hàng thêu hết toàn bộ nha mấy chị. Set này em vừa về thêm cho khách. Em hết màu trắng nha mấy chị ơi. Em hết màu trắng rồi. Em lên màu khác cho cả nhà ha. Trời ơi cái màu xanh nó đẹp xỉu mấy chị. Cái màu xanh nó đẹp lắm mấy chị ơi. Mấy chị tin em đi thiệt luôn á. Màu xanh lên form là quýu liền mấy chị ơi. Màu xanh mấy chị lên form là quýu cho em liền luôn nha mấy bà. Đây đây em lên cho bà chế con set màu nu nè. Màu trắng em hết rồi mấy chị ơi. Trắng mắt sạch luôn, vừa vào cái là hết liền luôn á trời. À, Phương Tùng bỏ trẻ em chừa cho chị một cái đầm sơ mi rồi chị Phương Tùng. Em có chừa cho chị một cái đầm sơ mi rồi nha, chứ đẹp nha. Rồi ok giùm em chưa? Đó. Trời ơi có cái set màu nu nè mấy bà ơi, xinh dễ sợ xinh chứ mấy bà. Giá em này cho em chỉ có 4, chỉ có 95.000 một set thôi nha mọi người nha. 95.000 giùm em nguyên một set em đang mang cho mọi người luôn, quá trời xinh. Con ta nói nhất cái nách dễ sợ chưa, đảm xíu nha. Đó. Rồi áo ống chị like chưa em? Chưa có like luôn á. Chưa có lên luôn. Mới lên cái mã này đầu tiên giùm em luôn á mấy bà. Mới lên cái mã đầu tiên giùm em là cái mã em đang mặc luôn rồi mấy bà chị ơi. Rồi em lên màu lại cho bà chị ha. Xét hoa theo giùm em luôn, 95.000 một em nha. Chị nào lấy màu nào là cứ chốt màu giùm em liền luôn, kèm em số điện thoại liền ha. Rồi lấy xét hồng 60kg cho chị Phan chưa? Rồi ok chế nè. Trang Phan Nhu cho Nhu nào ok tình yêu luôn. Rồi em lên màu lại liền nha mấy chị nha, 95.000. Em có thiệt sự luôn, chị nào mà nhận cái set này về là chỉ có ghiền thôi nha mọi người nha. Cái hàng này là hàng theo cho em nè mọi người. Trời ơi, nó xịn quá trời xịn luôn mấy chị. Có cái màu nút nè mấy chị ơi, nó đẹp xỉu giùm em cho. Quá trời xuất sắc luôn. Rồi màu này là màu xanh cho em nè mấy chị nè. Trời ơi, cái màu xanh nó lạ mấy chị. Nó đẹp lắm luôn mọi người, nó sang xỉu giùm em luôn nha mọi người nha. Màu hồng, màu nu và màu xanh giùm em. Hồng, nu, xanh hiện tại có 3 màu thôi. Tình yêu thích màu nào là cứ lên màu giùm em liền ha. 95.000 một set luôn. Em này là quá hot mấy chị ơi. Em này là quá hot giùm em luôn á. Rồi ok chưa? Một xanh một hồng chút cho chị Hiền Nguyễn hai bộ nè. Mấy chị cứ tin giùm em luôn là cái set này là bao sang bao xịn giùm em nha mấy bà nha. 95.000 một set thôi, rất là rẻ luôn. Được chưa? Em lên cho mấy chị có cái màu xanh nè. Em lên cho bà chết có màu xanh lần nữa rồi em qua mẫu cho mấy chị cái mẫu này ha. Hàng này cho em là siêu phẩm nha mấy chị. Đây là chủ là thêu giùm em toàn bộ luôn. Má ơi đẹp lắm mấy chị ơi. Cứ tự tin giùm em mua cái set này về mà mang với bà nha, không đẹp không ăn tiền nha mấy bà. Không đẹp không ăn tiền. Đó, màu nâu em đang mặc nè. Thích màu nào lên màu đỏ cho em liền. Bây giờ em lên cho bà chết có cái màu xanh cái nữa nha, rồi em qua mẫu luôn. Hồng em còn đúng một bộ duy nhất em đang cho em có lên pha màu hồng nữa nha. Hồng em còn đúng một em duy nhất thôi là em hết hàng luôn nha mấy bà chế. Trời ơi đẹp quá. Trời ơi ok chị Hoa Nguyễn thêm một set nu nè. Chị Trúc Phương thêm một set xanh nè, ok tình yêu luôn. Một xanh nè, một nu nè, rồi ok luôn. Ai thích màu nào nữa lên mã giùm em cái nữa cho mấy bà chế nha. 60kg mấy chị ơi. 60kg là mấy chị cứ vô tư thoải mái giùm em luôn nha mọi người nha. 60 cân là vô tư thoải mái giùm em mặc vừa hết. Được chưa? Xinh ghê không? Ok, set mặt màu xanh là chị Lê Vy. Set mặt màu xanh là em giúp chị Lê Vy luôn nè, ok la nè. Rồi ai lên màu nào nữa comment cho em liền nha mọi người nha. Để lát hồi nếu mình săn sale nha mọi người, lát hồi nếu mình săn sale giùm em luôn. Hôm nay sẽ lên cho bà chế một cái mẫu bộ ngố giá chỉ có 39.000 một bộ cho em thôi. Được chưa? Rồi, ai lên màu nào nữa chốt giùm em liền nha. Chốt giùm em liền luôn nha mấy chị. Sao hôm nay cái đầu em nó kỳ quá vậy ta? Sao hôm nay cái máy em nó kiểu BD quá vậy ta? Mấy chị thấy hôm nay em kiểu BD dữ sợ dễ sợ mấy chị. Mấy chị đảm xíu nha. Rồi ok rồi nè. Rồi pyjama đi chị, rồi đợi chút xíu chị lên liền luôn. Gái ơi đợi chút xíu nha. Rồi set mặt màu xanh thì chị Lê Vy em ok luôn. Rồi ai lấy set đang mặc nữa chốt giùm em liền. Trời ơi sao nay em lại đủ rồi. Hèn chi nãy giờ thiệt luôn á. Không có sức nói luôn á. Quen rồi sao quá trời ơi á thiệt. Thiệt cái tình luôn á má ơi á. Bây giờ sao vô nó buồn buồn dữ vậy ta. Hồng 95 chị Ly Giao. Có chân vẫy luôn cục cưng ơi. Trời ơi thiệt luôn á, nãy giờ không có năng lượng quá trời. Sao nó buồn cái gì đâu quá trời. Không biết vụ gì. Không có miếng nhạc, không có miếng sinh khí nữa hết trơn trời.
Có chân phải nha gái ơi, gái Ngọc Hân ơi, có chân phải nha em. Bộ em đang mặc giờ là hiện tại còn có hai màu luôn nha mấy chị, hết luôn rồi đó. Được không? Xe nó mặc 95.000 chị Ngọc Phượng ơi, chị Ngọc Phượng lấy thì chốt cho em liền nha. Tại vì em còn có một set màu xanh duy nhất cho chị thôi là hết luôn rồi đó chị. Ok chưa? Trời ơi xuất sắc dễ sợ, màu hồng nó có lộn màu à. Màu nu giùm em nè mấy chị. Nu xanh còn đúng hai bộ cuối cùng, hai màu cuối cùng giùm em luôn. Rồi ai lấy nu chút luôn, ai lấy xanh chút xanh giùm em luôn. Qua mẫu nha mấy chị em ơi. Bây giờ hiện tại em chỉ còn có một màu như vậy thôi nè. Rồi bây giờ em sẽ lên cho bà chế một cái mẫu này. Tại vì nó có vài set thôi nha mọi người nha, sẽ bán cho mấy chị giá cực kỳ rẻ luôn. Rồi set xanh đang mặc cho Thư Phạm luôn. Set sơ mi ngủ em lên liền luôn. Mấy chị để em xíu nè. Em nè em có mấy set này thôi nè mấy chị ơi. Mấy chị tập trung nha mấy bạn, em lên cái set này cho mấy chị nè, rất là đẹp luôn. Được có vài set à. Sơ mi sọc ngó đi chị, rồi em lên cái mẫu đó liền luôn nha mấy bạn. Em lấy cái này xong là em lên cái set đó liền luôn. Tại vì cái đó là quá hot luôn nha mọi người. Thư Phạm lên thông tin giùm em. Hôm nay đồ đẹp lắm, mấy bà tin em đi. Nè set sơ mi sọc ngó nè. Chị ơi. Rồi sách xanh đang mặc em hết luôn nha. Còn màu nu thôi nha mọi người. Anh lấy nu chút nu giùm em. Ôi sao nó bỏ có thứ nguồn nâu. Ok. Rồi em, cái này em có mấy set thôi mấy chị nha. Chị ơi đơn cụ của em đặt sao không thấy ai gọi điện chút đơn. Mai Duy không biết nữa. Sao không thấy đơn của em? Hay là mua có một sản phẩm mà chưa đủ đơn nên chị không có gọi điện đó cưng ơi. Hình như là vậy với em. Rồi đây là mấy chị, cái này dễ thương lắm nè. Có mấy set à mọi người. Tại vì cái này á em bỏ lộn cho sĩ á, đây là còn rớt lại vài set thôi nha. Có nha chị ơi, để em xíu liền. Phơm bộ áo tà trước ngắn hơn áo tà sau giùm em mấy chị nè. Em hay gọi là bộ tấm cái mấy chị. Xinh lắm luôn. Rồi bộ này giùm em ha mọi người ha. Bán cho mấy chị đẹp của mình 49.000. Tại vì em còn có mấy set à, em bán tặng luôn mấy chị luôn 49.000 một bộ nha. Em có màu hồng nè. Rồi màu hồng này là màu hồng đất cho em ha. Màu xanh đen và màu vàng giùm em. Còn đúng 4 bộ cuối cùng mấy chị ha. Bán 49.000 một bộ luôn. Cái chất này cho em nha mọi người. Nó là hàng vải von cát. Nên mấy chị mặc nó cho em rất là mát luôn. Rất là mát giùm em nha mọi người nha. Em có mấy bộ thôi. Ok chị Mai Duy nha. Rồi ok tình yêu luôn. Hồng đất em chúc chị Hương cô đơn nè. Lên lại thông tin giùm em luôn. Hồng em chúc chị Ngọc Phượng nè. Rồi xếp hồng em hết luôn. Xanh đen em chú chị Hiền Nguyễn nè. Rồi bây giờ em còn một set vàng cuối cùng thôi nha mấy chế nha. Em nói thiệt cái set này đẹp lắm. 49.000 thôi à mấy nghe bà ơi, 49.000 nha. Cứ chốt giùm em là 49.000 một bộ thôi à mấy chị ơi, rất là rẻ luôn. Đây nè. Ngọc Phượng hết hồng đất rồi, bỏ lại. Không, Ngọc Phượng xé phiếu bỏ lại giùm em. Rồi vàng chị Thương Lê luôn nè. Vàng chị Thương Lê luôn, ok Thương Lê nè. Rồi bây giờ em lên cái mẫu này ha. Hương cô đơn lấy số điện thoại luôn. Rồi mấy chị ơi nhớ chia sẻ livestream giùm em. Nhớ chia sẻ livestream giùm em nha. Như chị Ngọc Phương, chị Thương Lê, chị Hương cô đơn là chưa chia sẻ livestream nè. Không chia sẻ lát hồi tự nhiên bị hủy đơn là không biết lý do gì sao đâu nha mấy bà. Tại vì mình không chia sẻ đó mấy chị. Nghe. Chị cần chia sẻ cho em hiểu lên cho em là cái người chia sẻ thôi nha mọi người nha. Là mình được chốt đơn với giá cực kỳ rẻ giùm em luôn rồi. Rồi bây giờ em còn một bộ hồng cuối cùng thôi. Chị nào lấy hồng thì chốt hồng giùm em luôn. Giá em này cho em là 49.000 nha khách nha. 49.000. Trời ơi xinh chưa. Xuất sắc cuộc tình luôn má ơi, 49.000 nè mọi người ơi, đẹp ghê không? Còn một bộ cuối cùng giùm em luôn. Ai lấy bộ 49, chút bộ 49 kèm xin hỏi giùm em liền. 49.000 mấy chị ơi. Rồi, em lên siêu phẩm cho mấy chị đây để cho mấy chị khỏi đợi chờ đợi lâu nè mấy chị ơi. Đây, khỏi chờ đợi lâu la. Siêu phẩm 95.000. Hôm qua em về em không đủ chốt cho khách luôn nha mọi người. Hôm qua cái này hàng em về em không đủ chốt cho khách luôn. Vẫn là ba màu nha mọi người ơi, vẫn là ba màu giùm em luôn. Màu xám, màu đen nói chế, màu kem và màu hồng giùm em. Vẫn là ba màu như cũ giùm em thôi nha mấy chị nha. Cái này cho chịu inbox giùm em đi. Siêu đẹp giùm em luôn nha. Giá bao nhiêu mấy chị yêu? 95.000 một set, hốt cho em liền. Thích màu nào là chốt màu đỏ luôn. Con này ngày hôm qua em có mặc đầu like cho mấy chị coi rồi đó. Em có mang đầu like lên cho mọi người xem rồi ha. Bây giờ em sẽ mặc lại cái set này cho mọi người.
Chị nào nhanh tay thì còn, chậm tay là hết, ráng chịu, rất là uổng luôn, em nói thật sự. Chậm tay là hết, uổng lắm. Bộ hàm này có người, bộ chẳng có người lấy đúng không? Nhung lấy phải không? Nè, bộ này cũng có người lấy luôn nè. Ai thích màu nào là chốt cho em màu đỏ liền luôn. Xét 3 màu, màu hồng, màu đen và màu kem, hồng, đen, kem. Chị nào bự bự con thì cứ lấy màu kem hoặc là màu đen mấy chị. Đó, em lên màu hồng ha, sang lắm mấy chị ơi. Trời ơi, xuất sắc luôn mấy bà chị ơi. Trời ơi trời, cái vải của nó là hàng, gọi là hàng kaki bố luôn đó mấy chị. Gọi là hàng mà vải sơ mi vải bố luôn đó mọi người, đẹp lắm luôn. Nên là cái form áo cực kỳ đỉnh giùm em luôn đó mọi người. Cái set này người một cái áo sơ mi không người ta bán 100 mấy rồi. Chứ đừng có nói gì mà mấy chị mua nguyên set như em đang mặc, giá chị có bao nhiêu mấy chị ơi? 95.000. 60 cân bao mặc giùm em. Xuất sắc ha. Rồi ok em chốt đơn nha. Chị nào lấy màu nào là cứ lên màu giùm em nha. Cái mẫu này là bán quá nhiều luôn. Ok, Nguyễn Thị Bảo Trâm set hồng nè. Bảo Trâm set hồng, Thùy Nguyễn set hồng, Quỳnh Nguyễn, Như Quỳnh set sơ mi hồng giùm em luôn nè. Như Quỳnh sơ mi hồng, Gia Hân Ngọc lấy sơ mi hồng, Dung Dung lấy set sơ mi hồng. Ok tình yêu luôn, ai thích màu nào có chốt giùm em nha. Yến Thi lấy ngố hồng, Yến Thi ngố hồng nè. Thị Trang lấy ngố hồng, 60 cân độ lại giùm em chị Thúy Hằng ơi. Gia Hân có rồi, Nguyễn Trần Hồng Dung ngố hồng, Nguyễn Thị Bảo Trâm có rồi luôn, Lý Gia Hân có rồi luôn nè tình yêu ơi. Cao An Nhi ngố hồng nè. Rồi ok luôn, Lâm Văn Kiệt ngố đen nè. Lâm Văn Kiệt ngố đen nè. Ok tình yêu luôn, thích màu nào có chốt giùm em luôn. Gia Hân Ngọc có rồi chị đẹp nha. Thúy Hằng lấy màu, lấy màu cam với lại màu đen hai bộ luôn nè. Em đang mặc là màu hồng á chị, hồng với đen là cho chị Thúy Hằng hai bộ nè. Ok la nè nha. Rồi bộ nu đang treo cho tôi nha. Ok cà rốt khoai tây nè. Bộ nu đang treo phía sau cho cà rốt khoai tây nè, 95.000 luôn, 95.000 một set thiết kế mấy chị ơi. Nguyễn Thị Hồng Nhung có rồi nha. Đó, quá dễ thương luôn mấy chị ơi, xuất sắc lắm mấy chị. Suri Ngọc lấy 3 bộ nè. Em nói mấy chị tin em là cái bộ này đi, nó xịn lắm mấy chị ơi. Có 95.000 thôi, đang cực kỳ hot giùm em luôn nha mọi người nha. Cái túi nhỏ của em mất tiêu rồi ta. Cái này nó bự quá à. Hả? Rồi anh ấy đi, anh bỏ phiếu lại đi chứ em đâu biết đâu. Trời ơi, quá xuất sắc luôn mấy chị ơi. Trời ơi má ơi đẹp quá à. Ok tình yêu, thích cái gì đâu này chị lên cái đó luôn. Vải có sót không chị? Vải có sót không chị là sao vậy? Bộ nu trên kệ cho chị Kim Thi Nguyễn 95.000. Set đằng sau lưng của em là 95.000 nha mọi người. 95.000 ai có lấy set chốt cho em liền. Set đang mang cho chị Quỳnh Giao. Ai nhanh tay là còn hàng set đang mặc mọi người ơi. Trời ơi mấy chị, hôm nay đừng bỏ một giây một phút gì hết. Tại vì hàng hôm nay rất đỉnh luôn. Em nói thật sự rất đỉnh mà mẹ cực kỳ luôn. Nhưng mà chị thấy không? Trời ơi hồi thì nghĩ nguyên một set chị đang mặc có 95.000 thôi đấy. Em thấy giờ đi, em chỉ em chút. Chị thấy em thấy chút đơn kịnh khủng khiếp không? Em thấy chút đơn khủng khiếp không? Chốt lẽ là còn màu mà chút chậm là hết màu, ráng chịu nha. Trăm Linh set đang mang xuất sắc quá mấy chị ơi. Rồi em lên cho mấy chị luôn. Em còn đúng 2 màu cuối cùng, một con đen và một con kem là hết. Một đen một kem là hết mọi người ơi. Quá trời xuất sắc rồi mấy chị em ơi. Xuất sắc quá à. Xin ngó đợi xíu lên liền mấy cô gái ơi. Hết rồi chị Kẹo Đắng ơi, hết hồng nha. Hết hồng, bây giờ em chỉ còn đen và kem thôi. Nay có đầm xu không chị? Trời ơi bà hỏi trúng người luôn mà Suri Trần ơi. Dĩ nhiên là còn rồi chị, mà còn rẻ nữa nha. Hai biểu cầm bên chẳng hơn chi hết rồi. Ok. Ok chị Thúy Hà sắc kem luôn đúng không? Rồi còn đen. Một cái đen cuối cùng. Thúy Hằng nãy giờ chưa có lên số điện thoại nè. Thúy Hằng lên số điện thoại chùa cho người khác đó nha bà. Ok hết kem cưng ơi, Lâm Ngọc Diễm. Rồi bây giờ hiện tại bên em gái chỉ còn màu đen thôi mấy chị ơi, hết hàng. Ai lấy đen chút đen giùm em luôn. Chia sẻ giùm em lên nha cả nhà ơi. Rồi ok chị Mai Huyền lấy đen luôn. Kết thúc. Hả?
móc là gì? À rác đó hả? Dạ không đó chị ơi. Trời ơi em bao hàng mà mọi người yên tâm. Tức sắc mấy chị ơi, lên tiếp tục mã hot tiếp theo. Tập trung chuyên môn, bữa nay mấy Trang chỉ lên mẫu hot cho mấy chị thôi. Đúng rồi, hôm ngày hôm nay về cái mẫu đó đó em. Xuống đi chợ hôm nay về cái mẫu y chang cái đầm bò hôm qua đó nha. Cà rốt khoai tây có rồi. Chị Trâm Linh hết set kem nha chị ơi. Set kem trên like, trên xào là em vẫn còn nha mọi người, 95 nghìn. Set thiết kế ok, cứ đợi em một tí xíu em lên liền khách ơi. Set đang mặc là cái gì? Không có đâu, chị Trâm Linh không có đâu trời. Set đang mặc màu hồng cuối cùng của ai? Màu hồng cuối cùng là của ai? Tập trung em lên siêu phẩm tiếp theo khách ơi. Mẹ mới mặc ngoài đúng không? Không đâu, màu đen Trâm Linh nó cái set kem Trâm Linh là có set hồng cuối cùng rồi, hồng cuối cùng là của chị Trâm Linh đó. Ừ còn có ba phiếu, mỗi phiếu một màu mà còn hỏi cái gì vậy, còn có ba màu mà anh còn suy nghĩ cái gì vậy. Tập trung lên cái mẫu hot tiếp theo mấy chị ơi. Đỉnh luôn mấy chị ơi, đỉnh của chớp rồi. Set thiết kế để em xíu. Ngó beo có luôn. Trời ơi em nói tầm này ai làm lại em mấy chị. Quần ngố 79 ngàn một em. Có 5 size. Quần đợt này nha. Bà nào mà 60 cân hốt quần ngố này vào bận cho em. Không vừa em bao giả hàng cho mấy bà luôn. Một ri của nó sẽ là 5 cái cho mọi người ha. Ri này là 5 cái, chị Sô Ri Ngọc quần tây về rồi. Chị Sô Ri Ngọc quần tây về rồi. Áo có bán luôn chị, áo 45 nghìn có hai màu trắng đen. Áo em đang mang có hai màu trắng và màu đen. Quần em đang mặc 79 ngàn, cái chất vải mấy chị ơi. Ngố co dạng bán 79 ngàn. Ai làm lại bé Trang chuyến này nữa mấy chị. Size cho em S, M, L, XL và 2XL luôn mấy chị ơi. 2XL cho em nha. Là hàng hôm nay mấy chị đẹp của mình 60 cân. Mà đó giờ kiếm quần jean, phải gọi là quần jean ngố, mà gọi là vừa với dáng người của mình, mà chất jean co dạng thì là quá là khó. Mà nếu mua được thì giá cũng phải là tầm 200 mấy một cái. Em bán cho mấy chị cái con này giá chỉ có 79 nghìn một cái con quần ngố của em đang mặc cho mấy chị coi. Mấy chị đâu ra kiếm cái quần ngố lưng siêu cao giùm em. Lưng cao giùm em nha mọi người nha. Và giá bao nhiêu mấy chị đẹp ơi? 79 ngàn. Ai làm lại em mấy chị? Ai làm lại em? Một màu duy nhất, không có màu thứ hai nha. Không có màu thứ hai giùm em. Mấy chị nhìn cái dáng quần ngố của em nha mấy chị. Đỉnh chưa? 79 ngàn. Chất jean co dạng cho em như thế này. Size giùm em S, M, L, XL và 2XL cho mấy chị luôn. Mấy chị thấy khủng khiếp không? Chị nào không biết mặc size nào lên cho em cái gì? Cân nặng và chiều cao. Em lấy size cho bà, được không? Trời ơi bà thấy xuất sắc dễ sợ không? Cái quần ngố bán 79 nghìn. Trời ơi trời, ai làm lại em? Không ai làm lại em chuyến này rồi. Kẹo nắng có 10 được chốt rồi cưng ơi. Áo em đang mặc còn nha mấy chị nha. Hai màu trắng và màu đen, em đợi chút xíu em lên áo sau nè mấy chị. Ok chưa? Xếp sơ mi hết và chị Huỳnh Yến ơi. Rồi một ri cho Nghĩa nè. Quá dễ thương luôn. Em đọc tên rồi là có hàng rồi đó chị. Hạnh Lê một ri nè, quần một màu duy nhất giùm em thôi. Áo đen chị Phụng Liễu, Phụng Liễu ha. Em nói cái này nó đẹp dữ thằng mấy chị ơi. Rồi em lên chung mấy cái áo luôn. Áo 45 nghìn hàng thun giấy xịn sò. Hai màu trắng và màu đen. Dáng áo là dáng áo dài giùm em. Em mặc đóng thùng vào để cho mấy chị nhìn được cái form quần ha. Em mặc dáng dài để cho mấy chị nhìn được cái form quần của em như thế này. Được chưa? Form quần nè mấy chị. Đỉnh lắm luôn. Bán 79 ngàn một cái thôi mấy chị em ơi. Quá rẻ luôn. Được không? Mấy chị cứ comment cân nặng chiều cao, em sẽ lấy size cho mọi người cho nó dễ. Được không? Đó. Ok chưa? Hồ Thị Nghĩa có rồi phải không? Rồi ok. Quần có một màu giùm em luôn. Chị Su Ri Ngọc một ri nè. Su Ri Ngọc một ri nè. Quần quá đẹp luôn. Rồi ok. Quần có một màu duy nhất giùm em thôi mấy chị ơi. Quần 46 chị Mai Phương size S giùm em luôn.
kẻo nó mất tiêu rồi. Con dao bên đó không ta? Quá đẹp cái quần này luôn nha mấy chị ơi, em nói thiệt luôn đó mọi người. Ai mà không lấy đâu rồi, thôi được rồi. Ai mà không lấy quần này là xỉu liền. Mai Phương quần S Yến Nguyễn quần M, 1S 1M nè. Con quần này cho em là đỉnh cao của chớp luôn rồi. Tầm này ai làm lại em mấy chị ơi. Rồi ok luôn. Rồi ok, size L 79 ngàn chị Lâm Ngọc, Lâm Ngọc Diễm. Ok luôn. 2XL chị Yến tròn. 2XL chị Yến tròn nè, em nói cái quần này nó đẹp dữ lắm mấy chị ơi, mấy chị tin em đi nha, không vừa em trao đổi, yên tâm. Uyên Jessica lấy quần S. Số lượng có hạn lên nhà bà con, nhanh tay giùm em nha bà con ơi. Nha. Áo hai màu trắng đen giùm em. Mấy chị lấy áo lấy quần thì chốt giùm em trên cùng một dòng luôn ha. Suri Ngọc lấy hai áo nè. Mấy chị áo phong xương. Ngọc Phượng lấy quần L. Ngọc Phượng lấy quần L em chốt nè. Trời ơi, quần nó đẹp xỉu mấy chị ơi, tin em đi. Không mua về mặc chỉ có uổng thôi. Ok ha. Rồi ok, chị Suri Ngọc thêm 2 nữa nè. Suri Ngọc thêm 2 nữa. Chị Mai Duy lấy quần L. Chị Mai Duy lấy quần L nè. Tính ra là quần này size XL là mấy chị tới size 30kg luôn á. Chị nào 30 cân vẫn có thể mặc vừa luôn á. Có lộn, mặc size 30 chứ lộn. À, bộ tao kia mặc S. M, L nè. Mai Duy quần L nè. 50kg 1m5 nè cho chị Ngọc Phượng. Có size rồi chị ơi. 58kg 1m, 1m53 Úc Úc XL. 2XL chị Úc Úc nè. Trời ơi, thì cái quần này mấy chị ơi mua về bao mặc giùm em nha mọi người nha. 2XL là chị Úc Úc nè. Quần tay đợi em xíu nha. Dạ quần dinh dài em không có về hàng nha chị ơi. Thúy Hằng lấy quần 2XL nè. Nguyễn Thúy Hằng lấy 2XL nè. Ok luôn. Quần L cho Cao An Nhi nè. L cho chị Cao An Nhi nè. Ngọc Phượng lên thông tin giùm em luôn nha chị ơi. Một cáo đen chị Ngọc Phượng luôn nè. Áo trắng chị Hà Phi nè. Rồi Dung Dung một quần size S nè. Chị mặc S rồi cưng ơi. Dung Dung nè, em mặc SM cũng được đó mấy chị. Úc Úc em chốt size cho chị rồi đó chị ơi, 2XL với chị Úc Úc ơi. Chị mặc size S rồi nha gái ơi. Thùy Dương quần S nè. Ngọc Phượng lên thông tin giùm em. Ngọc Phượng lên thông tin cho em nha mọi người. Trời dễ thương quá trời dễ đó đất rồi. Ngọc Phượng thấy xuyên nội luôn. Ok giùm em chưa? Áo 45.000 hàng thun giấy giùm em luôn nha mấy bà chị ở nhà siêu. Cái form là đỉnh của chớp cho mấy chị luôn rồi, khỏi nói nhiều luôn nha mấy bà nha. Dạ rồi ok chị. Ok chị để em đăng hình lại cho. Qua này em quên mất tiêu luôn á, lu bu quá quên mất tiêu luôn à. Xịn sò lắm mấy chị ơi, tự tin mà lấy giùm em cái form này luôn. Áo nó đẹp quá à. Ôi ôi, xuất sắc chưa? Rồi em lên quần lại một lần nữa cho mấy bà chị ở đây ha. Ủa cái quần này của em là tao nói là đỉnh của chớp luôn, vừa rẻ vừa đẹp mấy chị ơi. À, ok Thư Phạm một quần size S. À, eo 40 trở lên là size mấy vậy? 52kg chị mặc L là vừa, M cũng vừa nha chị Cà Na ơi. Cà Na mặc M cũng vừa nha chị nha. Cho cục sạc giùm em với. Nga Thủy lấy áo trắng dồn nè. Pyjama đợi em xíu. Thư Phạm quần S nè. Em nói cái quần nó đẹp dữ lắm mấy chị ơi, em bán quá chị bán rồi mấy chị. Em bán quá chị bán rồi. Thấy chưa? Hạnh Chi Bi hello em. Nha chốt cho em liền. Trời ơi tao vừa lên hai cái siêu phẩm luôn Hạnh Chi Bi ơi. Rồi 2XL nè. XL nè. Mấy chị đã em xíu em phân cái size này cho nó khỏi lộn nha. L, M nè. Rồi em thì cái quần này xuất sắc luôn. Rồi một cái size lớn này cho Linh Linh mặc nè. Một cái size lớn cho Linh Linh mặc nè. Ok nè. Size M cho Cà. Cho Cà Na nè. M cho Cà Na nè. Eo nè, mấy chị đã em phân cái size này cho nó khỏi lộn nha bà con ơi. Tiếng cái S phải không? Ném văng rồi mà ta. Chưa có quần S hả? Quần này đẹp lắm mấy chị ơi, mấy chị tin em đi mấy chị. Mua về mặc là ghiền thôi, chất co dẹ mặc khoảng 9 ngàn cái quần này mấy chị ơi.
chất zin luôn, quá đẹp. Chất zin luôn cho em nha mọi người nha. Rồi XL này còn một cái luôn. Rồi ok, cho em một cái lớn nhất được không? Trời ơi, sao nay Phương lấy cái lớn nhất vậy? Ok Phương nè, Phương cái lớn nhất nè. Ok, chị đang mặc size S đó hả? Đúng rồi, chị đang mặc size S đó, cà na ơi. Chị đang mang là size S đó cưng. Trời ơi, dễ thương quá mấy chị ơi, thiệt sự luôn á. Quá dễ thương cho em luôn rồi mấy chị ơi. Rồi áo em đang mặc có hai màu giùm em nha mọi người nha. Áo em đang mang có hai màu cho mấy chị luôn. Trắng và đen 45.000 mấy chị ơi, 45.000 giùm em thôi. Đó, rồi ok chưa? Đặt giùm hả? Ok. Rồi mở cái form áo cho mấy chị coi nè. Trời ơi xinh chưa mấy chị? 45.000, chất là hàng thun giấy giùm em mấy chị ơi. Em mới thiệt nha mấy bà. Cái nào mà mấy bà chê được thì chê, chứ hàng thun giấy mấy bà khỏi chê luôn nha mấy bà. Riêng cái hàng thun giấy mấy bà khỏi chê giùm em, mặc là chỉ có phê thôi nha mấy bà, không có chê được mà phê mấy chị ơi, phê tới già luôn mấy bà. Rất là mát luôn nha mọi người nha, thấm hút mồ hôi cho em siêu xinh. Chứ mấy em toàn xe nhỏ mà vậy hả? Đây đây, chốt giùm em liền. Trời ơi, giờ hiện tại em còn màu trắng không nha mấy bà nha. Áo gu xì giùm em luôn, một màu trắng duy nhất. Một màu trắng duy nhất giùm em nha mọi người. Ai lấy áo trắng được chốt áo trắng giùm em, kèm số điện thoại giùm em luôn. Xếp theo 95 mình lấy còn một bộ nè. Xếp theo 95.000 hồi nãy còn một bộ cho em thôi nha. Đó, xếp theo 95 còn một set cho mấy chị nè. Ai lấy xếp theo chốt xếp theo cho em luôn. Bây giờ ma đợi chút xíu chị lên liền cưng ơi. Đợi em một tí em lên liền mấy bà ơi. Rồi đây đây mấy chị, trời ơi mấy thiệt sự luôn mấy chị ơi. Rồi cái này set tặng cho mấy bà nữa rồi, bán tặng cho mọi người nè ha. Một set duy nhất giùm em luôn, bán tặng cho mấy chị cái set này 69.000 cho chị nào nhanh tay luôn. Hết bộ ý với chị Mai Duy. Bộ ý em còn màu hồng chị Mai Duy lấy luôn không? Em còn màu hồng được không chế? Em còn màu hồng chị Mai Duy lấy luôn thì chốt giùm em nha. Rồi bộ bèo hai dây, bộ bèo hai bên nè, bán tặng cho mọi người 69.000, siêu dễ thương cho em luôn. Chị nào mà coi like nhiều em là biết cái form này em bán cỡ nào mấy chị ơi, đẹp lắm. 60 cân mặc vừa ha mọi người ha. Có một cái duy nhất giùm em thôi. Quần jean lúc chưa like còn. Ủa hồi chưa đâu có like đâu ta. Một quần 47kg cho chị Mỹ Tiên nè. 47kg nè, ok Mỹ Tiên nè. Rồi còn cái S cuối cùng cho Mỹ Tiên luôn. Rồi một bộ bèo duy nhất 69.000 mấy chị. Cái bộ này em bán còn rẻ hơn xỉ. Bộ này bán còn rẻ hơn xỉ nha mọi người. Có một bộ một thôi. Chương diện nó sẽ 69 nè. Chương diện nó sẽ 69 ok la nè. Rồi một cái con áo sọc mấy chị ơi. Đây còn một set nữa cho chị Mai Duy luôn. Rồi 69.000 luôn. Set trắng hết rồi chị Thu Trang ơi, hết rồi. Có một hai set em bán tặng cho mọi người thôi à. Rồi con áo sọc mấy chị ơi, em còn một con duy nhất xe cho mấy chị luôn 39.000. Một em duy nhất nha, 39.000 giùm em. Rồi cái con này là con set thủy thủ cho mấy chị nè. Rồi một set duy nhất giùm em luôn, sale cho mọi người luôn nè. Đây một em duy nhất ha, em sale 95.000 luôn. Trâm Linh lấy áo 39 nè. Trâm Linh lấy áo 39.000 nè. Ai nhanh tay thì có hàng nhớ phải chia sẻ giùm em nha. Thì Trâm Linh chưa chia sẻ chốt với chị Mai Phương. Trâm Linh chưa chia sẻ nha chị ơi. Chị nào chưa chia sẻ mà có chốt được em sẽ ưu tiên cho mấy chị đẹp chia sẻ nha mọi người. Tại em nói rồi nha. Đó 95.000 cho em thôi nha mấy chị nha. Còn một set duy nhất, ai lấy thì chốt giùm em liền. Set thủy thủ ok chưa? Rồi qua mã giùm em luôn. Nè anh thích màu vàng nè anh. Thiếu quan bé gì á? Rồi set zip zắc nè. Pyjama zip zắc nè. Tầm này ở nhà là chỉ có mặc pyjama thôi chứ mặc cái gì mới chế. Thiệt luôn. Trời ơi trời. Lại đẹp nữa rồi mấy chị ơi. Tên gì? Mỹ Tiên lên thông tin giùm em. Mấy chị mua hàng là mau lên thông tin số điện thoại địa chỉ giùm em nha cả nhà. Chứ cả nhà không lên số điện thoại địa chỉ không biết mấy chị là ai luôn á. Rồi đây giùm em. Pyjama dít dắt. Cái quần 60 cân mặc vừa giùm em luôn. Rồi bộ này cho em bao nhiêu mấy chị ơi? Có rồi nha Linh Linh ơi. Mẫu này hôm qua chưa có rồi sao á. Đây cho mấy bà chế nha. Có túi giùm em luôn nè mọi người nè. Bộ này cho em. Coi coi cái cục hàng Linh Linh có cái bộ này chưa ta.
Set xong rồi em hết rồi, Sam Sam ơi, hết sạch luôn. Đây mấy chị nha, 85.000 một set pyjama giùm em luôn. Dít dắt em có màu mấy chị nè, màu đỏ, màu cà phê giùm em luôn, cái bộ này bao đẹp luôn. Màu cà phê, màu trắng và màu hồng giùm em. Dít dắt cho mọi người nha, siêu xịn sò giùm em luôn. À, chưa có cái bộ này ngày hôm qua em chưa có đâu. Linh, hàng này hôm qua em chưa có đâu nè, để chị quăng cho cưng, để có công chị quên á. Cái này hôm qua em chưa có đâu, ngày hôm qua có được một hai người có à. Hình thư này cảnh báo rồi. Ok. Cà phê dồn chú gì Kim Chi Nguyễn nè. Cà phê dồn chị Kim Chi Nguyễn nè. Dít dắt trắng đó chị Ái Nhi nè. Ok la nè. Ai thích màu nào là cứ lên màu giùm em nha mọi người nha. Mũi dít dắt này có 105.000 thôi. Bé Diệp, có lộn 85.000. Bé Diễm nè. Một cái màu cà phê nè. Rồi hết cà phê luôn rồi. Rồi bây giờ hiện tại còn như này màu thôi nha mấy chị nha. Được chưa? Cái này là hàng bộ cánh ngủ cánh dơi đó mấy chị. Cái này là hàng bộ ngủ cánh dơi cho em á. Để em xíu em lên liền nè. Được chưa? Bên ai? Kim Thi Nguyễn lên thông tin giùm em. Ái Nhi màu cà phê, bé Diễm màu cà phê luôn. Ok. Chưa chị ơi, pyjama đùi 7 mà em chưa có lên cho chị đẹp nha. Đúng rồi. Cái gì vậy trời? Ok chị Kim Chí Nguyện nè, bộ tấm cá em hết rồi nha chị ơi. Ôi hồi nãy tôi in nó ra nha, giờ nó lắc nó ra nha, đừng nhẹm tao nha. Nằm trắng phía sau 1m55 mặt không già đâu gái ơi. Bé Diệm bỏ lại. Gái ơi không ấy thì coi kỹ giùm em nha. Để mặc lên form đi rồi chốt. Đừng chốt xong rồi kêu tưởng cái này tưởng kia bà ơi nha. Không có là phải ngủ bà ơi, đừng tưởng nữa. Bớt lại giùm em nè. Nè ra khỏi giấc mơ nè bà. Ra khỏi thế giới hiện tại giùm em liền, đừng ngồi tưởng nữa má. Nghe. Bà đợi tôi bận lên đi rồi bà chốt nghe. Được không? Khỏi tưởng nữa. Rồi bỏ bộ của bé Diễm ra rồi đó nghe. Rồi ok mấy chị ơi, em lên mẫu lại nè. Để em xíu cho em uống miếng nước. Tổng con cái em ơi. Còn con cái 95.000 hết rồi. Trời ơi mấy thiệt sự luôn mấy chị ơi. Hàng cánh dơ giùm em nè mọi người. Siêu phẩm cho mấy chị luôn. Bộ này cho em mọi người ha, nhận hàng về. Chất giùm em là hàng măng gồ cho mấy chị luôn. Không nhăn, không bị gọi là xước vải nha mọi người. Mọi người giặt, mấy giặt thoải mái giùm em. Trời ơi mấy chị coi nè. Cái form tao nó đỉnh luôn mấy chị ơi. Em lên màu cho mọi người nha. Tầm trắng phía sau em còn đúng một màu duy nhất thôi nha chứ đẹp. Đúng một màu duy nhất giùm em luôn. Rồi em lên màu nè. Bộ dít dắt. Đẹp mê mẩn giùm em luôn mấy chị ơi. Giá 85.000 một bộ cho em luôn. Em bán nói giờ pyjama cánh dơi em bán có một giá mấy chị. Nhập cao nhập mắt gì em bán cũng có một giá một thôi à. Nguyễn Thị Bảo Trâm xếp màu trắng nè. Rồi cái quần giùm em ha, 60 cân mấy chị cứ việc mang thoải mái giùm em luôn. Trời cái hồng màu hồng mấy chị coi ngọt nè. Mấy chị thấy cái vải nhà em không? Rất là rủ luôn. Đó. Xếp 3 món em còn chị Trương Diệm còn màu trắng nha. 95.000 nha em ơi, én nhỏ ơi. Cái đầm này 95.000 giùm chị nè. Mặc như vậy nè cơm, có cái tay rớt nha. Đó, có cái tay rớt bên hông nè. Đó, cái form này bầu bì thì bông chen thoải mái luôn.
Rồi ok. Bộ đen em chúc cho chị Trịnh Đỗ Quyên nè. Trắng 85 em chúc cho chị Gia Hân Ngọc nè. Trắng với đen là một màu em đang mặc hết đó nha mọi người. Thanh Hân lấy một bộ hồng nè. Bộ mặc chị Eo Ly Diệp nè. Rồi ok luôn. Bây giờ hiện tại em còn được 3 màu cuối cùng thôi nha. Rồi cái màu này là màu cà phê cho em nè mấy chị nè. Trời ơi sang lắm mấy chị ơi. Mấy cái em này mặc em phải nói là sang lắm mấy chị ơi, thiệt luôn á. Ở nhà mặc cái này là nó là đẳng cấp liền mấy chị. Đẳng cấp lắm nha. Rồi cà phê mấy chị. Những cái màu này má ơi không. Đẹp ha. Sang gì ở sở sang luôn nha mấy bà. Hồng còn một bộ cho em luôn. Được chưa? Rồi em còn một bộ này nó mà, cái màu này nó là mấy bà chế nè. Cái màu giống như là màu cam vậy đó mấy chị. Màu kiểu màu gạch vậy đó. Sang lắm luôn. Đây mấy chị chú cho em màu đỏ đi nha mọi người nha. Kiểu đỏ gạch đó mấy chị, sang xỉu luôn chưa. Cái nền này mấy chị thấy không? Không có phải lên nền màu trắng đâu mọi người. Nên cái nền màu trắng thì mình nhìn phải gọi là nó rất là gọi là sến luôn. Mà mình lên cái nền màu nút nè mấy chị. Này thấy không? Nó rất là đẹp luôn. Thấy không? Bận cái bộ đồ lên tính là nhức nách liền. Nhức nách đặc bạc liền giùm em liền ha. Chốt giùm em liền nè. Hiền Lê một bộ hồng nè. Bộ đang mặc có của ai đúng không vậy? Bộ đang mặc em hết rồi chị. Yến Trần đổi màu giùm em. Ô lộn. Yến Trần lấy màu cà phê chứ lộn. Trịnh Đỗ Quyên lấy thông tin. Bà Nari bộ đang mặc tôi hết rồi. Bây giờ còn có hai màu thôi. Một màu này, một màu đỏ với lại một màu hồng là hết hàng. Nè, đổi màu hồng nè. Bây giờ em sẽ lên cho mọi người có màu đỏ nha. Đẹp lắm mấy chị ơi, em nói thiệt luôn có 95 ngàn một bộ à. 85 nữa chứ lộn. 85 nha mấy chị. Quá xuất sắc cuộc tình giùm em luôn, còn chần chừ gì nữa mấy bà ơi. Xinh quá đi á. Rồi bây giờ em lên màu đỏ nha. Hồng cho Nguyễn Anh Thư còn một bộ nè. Em nói cái bộ này nó sang dữ lắm, sang luôn. Mà lên cái màu nè mấy chị coi nè. Trời ơi trời, chết người thiệt sự. Nari ơi hết màu hồng rồi cưng ơi, bây giờ còn một cái màu đỏ em đang mang thôi. Tay cánh dơi mấy chị nhìn sang dễ sợ ha. Xinh quá à. Trời ơi dễ thương quá mấy chị ơi, coi nè. Đúng còn một màu đang mặc luôn hết hàng. Ai lấy màu đang mặc chốt giùm em liền. Đỏ kèm số điện thoại giùm em nha. Xin dễ sợ mấy bà coi cái form nè. 60 cân mấy chị cứ mặc thoải mái giùm em ha. 60 cân là cứ mặc thoải mái giùm em thôi, khỏi nó nhiều luôn. Hiền Lê một đỏ em chốt nè. Được chưa? Rồi bây giờ em sẽ lên cho bà chế một cái mẫu Nari màu đỏ nè. Lên cho mấy chị một cái mẫu bộ. Bộ đùi, á lộn bộ ngó giá 39 ngàn. Trời ơi mấy chị ơi xỉu luôn á mấy chị. Em nói thiệt cái bộ này em bán 39 ngàn nha mọi người nha. Em lời đúng á. Em lời đúng 7 ngàn bộ nè. Tập trung nghe. Xỉ cho em bộ này 34 ngàn. Lẻ bộ này em bán có 39 ngàn một bộ thôi. Bộ ngố cho mấy em luôn. Được chưa? Bộ ngố cho em luôn. Xỉu cho mấy chị có cái quần nè. 60 cân chưa? Bao mặt giùm em chưa? Bò sữa luôn nha bà con. Bò sữa luôn nha quý vị. Quý vị thấy máng đỉnh của chớp chưa quý vị? Xinh dễ sợ chưa? Hồng, xanh, kem, vàng, rêu. Trời ơi, xuất sắc cho em xin cái màu đi mọi người ơi. Bộ này em chỉ bán 39 ngàn. Cho chị đẹp nào mà có đơn thì mua một bộ. Không có đơn chốt hai sản phẩm giùm em. Chốt một em không chốt nha. Em báo trước luôn, chốt một bộ này em không chốt mọi người nha. Buồn chịu chứ biết sao giờ. Quá xuất sắc luôn mấy chị ơi, chốt giùm em liền nha mọi người nha. Rồi lên màu giùm em nha. Trịnh Đỗ Quyên lấy màu gì cho em xin cái màu luôn. Ngó bò hồng này cho chị Ly Giao. 5 bộ cho Hạnh Lê. Bộ này dễ thương quá à. 2, 4, 5 cho Hạnh Lê nè. Ok luôn nè. Bò sữa vàng chị Mai Duy nè. Ngọc Phượng là ai vậy? Ngọc Phượng là ai vậy em ơi? Sỉ cặp tiền giùm chị nha em ơi. Mua lẹ chứ không có chốt vậy nha cưng. Không lấy vàng nè cho chị. Ngọc Suri Ngọc nè. Bộ xanh em chốt chị Mai Phương nè. Bộ hồng em chốt cho Thủy Nguyễn em hết rồi nha chị nha. Em hết rồi nha chị ơi. Mấy chị mua lẹ mấy chị chốt vậy em không chốt được mấy chị nha. Em chỉ chốt hai sản phẩm thôi. Đỏ tươi hả chị? Không em. Trời ơi đỏ
đây không phải đỏ tươi đâu, trời đỏ đẹp lắm luôn. Hết hồng với chị ơi, còn xanh giùm em nè mấy chị. Xanh vàng giùm em. Xanh vàng kem nha mọi người nha, còn ba màu thôi. Đây. Trời ơi dễ thương không? Đó, xuất sắc giùm em chưa? 39.000 một bộ giùm em nha mấy bà nha. Chị em chỉ chốt cho những chị đẹp có chia sẻ giùm em thôi, nhưng mọi người không chia sẻ không có chốt. Nha. Yeah. Bò sữa xanh. Linh Linh có rồi em ơi. Linh Linh có rồi. Thủy Nguyễn nè. Chị Ngọc Phượng ghi số tài khoản lên nè. Xanh vàng kem giùm em nha mấy bà nha, 39.000. Bé Diễm lấy vàng nè, 39.000 nè. Chị nào chưa có đơn á mấy chị ơi, chị nào có đơn rồi thì em chốt nha mọi người, còn chị nào chưa có đơn á là phải mua 2 bộ giùm em mới đủ đơn em chốt nha mọi người nha. Rồi còn một bộ màu kem cuối cùng. Đầm đen phía sau én nhỏ ơi. Én nhỏ. Nghe chị nói một lần duy nhất nè bé ơi. Không nói cho em nữa đâu nha, tại nãy giờ chị nói em hoàng không nghe. Đầm đang cầm, đang đầm treo phía sau màu trắng giùm chị. 1m55 mặt không bị dài quá đâu em nha. Rồi giùm chị ha. Tay là tay cánh tiên như vậy. Cái đầm này cho chị 60 cân độ lại mặt đẹp, giá chỉ có 95.000 thôi. Hàng dập ly giùm chị nè cưng. Còn đúng một cái duy nhất 95.000 lấy được thì chốt giùm chị liền đầm 95 kèm số điện thoại. Được chưa? Không nói hỏi nữa nha. Nãy giờ chị trả lời mấy lần em không nghe hết trơn á. Kem còn một bộ nè, em chốt cho chị nào đây, ly dao hết hàng. Hết hàng mấy chị nha. Mấy chị đợi em xíu đây, lát hồi em sẽ lên cho mấy chị thêm một cái mã rẻ nữa. Yên tâm giùm em luôn ha, tiếp tục giùm em luôn nha mấy chị ơi. Bữa kia kìa. Bộ đang mặc em chúc cho chị Quỳnh Giao nè. Ok em. Tại vì chị nói em nãy giờ mà em không nghe nên chị phải kêu cân tập trung một lần rồi mà chị nói luôn một lần á. Chứ vô em hỏi chị nữa chị mệt luôn á. Én nhỏ nè. Rồi eo vì phía sau là pyjama hả chị? Không em. Đó là áo sơ mi. Áo sơ mi cưng ơi. Được chưa? Bây giờ ma đùi đỏ chút xíu giùm em. Bộ đang mang còn đúng 2 bộ. Má đồ ngực má rồi hốt giùm em luôn cho nó hết đi trời. Trời dễ thương quá à. Còn đúng 2 bộ cuối cùng luôn quá trời. 85.000 một bộ giùm em nha. Ừ giờ không có bị ngắn đâu cưng. Cái mấy 65 thì không bị ngắn đâu em. Y chang chị có mặc rồi. Chị có mặc cái bộ đó rồi ha. Mạng lắc quá hả mấy bà. Hèn chi hôm nay hả, cứ lên đựng cho máy xong xuống tuột tuột hoài à. Rồi em lên cái mẫu siêu phẩm quần tây. Quần tây em mới về hàng một cái đợt luôn cho mấy chị đẹp của mình luôn nè. Số lượng có hạn thôi, 75.000 nha mọi người nha. Bán rẻ được không mấy chị? Chưa giờ bán mắc quá mấy chị không mua. Thiệt. Bán rẻ rẻ xương xương thôi nha mọi người nha. Bán 75.000 cái được không mấy bà? Lưng chun giùm em nè. Rồi bên hông là có dây kéo cho em nha mọi người nha. Đây. Mờ lắm chị hả? Mờ lắm là coi như em xui đó bé ơi. Chứ bên chị nó gọi dữ lắm luôn á thiệt. Rồi ok, Suri Ngọc lấy 3 nè. Quần tay giùm em luôn ha. Free size giùm em 58kg độ lại mặt đẹp giùm em không mấy chị ha. 75.000 cho em một cái dáng quần tay như thế này. Chị nào chưa có quần tay chốt cho em liền. Ba cái mới chốt được, quần lại lấy 3 giùm chị. Khách lẻ người ta còn mua 2 cái, má lấy xỉ má lấy 3, má lấy 2 cái. Nhỏ này. Suri Ngọc 3 quần. Thiệt luôn á. Khách lẻ mà người ta mua 3 cái rồi, 2 cái một lần rồi nó mấy bà. Mấy bà mua xỉ, mấy bà lấy 2. Trời ơi, choáng quá đi nè. Linh Linh nè. Bao mặt luôn cái quần này của em. Dạ em bán chỉ có 75.000 một cái quần tây thôi nha mấy chị, rất là rẻ luôn. Ok chị Ngọc Thuận một cái quần nè. Nhã nhã 2 cái này, mấy thiệt cái quần này đẹp lắm, có 75.000 thôi nha mấy chị nha, siêu xinh luôn. Siêu xinh giùm em luôn đó mấy bà ơi. Trịnh Đỗ Quyên có chưa ta? Trịnh Đỗ Quyên một quần nè. Mạng ở đây nắc lắc hả? Trịnh Đỗ Quyên nè. Uyên Jessica nè. Ngọc Thuận có rồi nè. Ok em nha. Dạ 75.000 giùm em nha mọi người nha. Cái form này của em là hàng free size mấy chị ơi.
free size giùm em cho mọi người nha. 60 cân mấy chị mang thoải mái luôn. Vậy á họ. Con em mặc lắp dữ ta. Bộ đang mặc quần dao có rồi, bộ đang mang còn 2 bộ nè. Có ai cứu giúp đời em luôn cho nó hết luôn không? 85.000 nha mấy chị đẹp nha, còn có 2 bộ à, xinh lắm luôn á. Bữa sau hỏi em không có hàng nữa luôn nha mấy bà. Rồi, ship qua địa chỉ cũ em nha. Ok, cục cân. Ok, bấy bì. Mạng đứng hoài luôn hả? Chán dữ trời. Chết rồi, dạo này mấy bà sao săn được hàng hot đi trời. Đúng rồi nha chị ơi. Hàng của chị là dồn đến chị Trịnh, chị Trịnh Đỗ Quyên ơi. Rồi, lên form nè gái ơi. Kéo giùm nha. Ok chị. À sao lưng của em các chị ơi, lưng chun ha mọi người ha. Đây đây. Đó, lưng chun thoải mái giùm em luôn được chưa? Quần 75.000 cho em thôi nha mấy chị nha. Em bán quá nhiều luôn mọi người. Em bán quá nhiều luôn á. Không xem được đâu Trang, cũng kỳ vậy trời. Sao còn chín mấy người coi được vậy? Mấy chị thử thoát ra vô lại giùm em coi ok không? Chứ bên em thấy bình thường mà ta. 75.000 nha mọi người nha. Quá rẻ cho mấy chị em của mình luôn nghe mấy thiệt. Xuất sắc lắm luôn. Ok chị. Áo em đang mặc giá 69.000. Sơ mi mọi người ơi. Cái vải sơ mi con ong nè mọi người nè. Siêu hot luôn. Siêu hot giùm em luôn á. Sơ mi đang bán. Em đang bận bán 69.000 mấy chị. Trời, thấy có ai bán đồ giống như em mọi người. Một bộ đồ mấy chị bận từ trên xuống dưới chưa tới 200.000. Chưa tới 200.000 luôn. Một quần một áo luôn cho chị An Thảo My nè. Thiệt nguyên một set luôn từ trên dưới chưa tới 200.000 mấy chị ơi. Đựng của chớp chưa mọi người. Bán giá như vậy mấy chị không ủng hộ em gánh là thôi luôn á, thiệt luôn á. Không biết nói gì luôn á. Trời ơi, xinh quá trời luôn nha mấy chị nha. Rồi quần của em là 75, áo là 69.000 thôi nha mọi người nha. Mấy chị nhìn cái sơ mi của em nè. Đó, sọc đậm nè, sọc nhạt nè mấy chị thấy không. Hàng là như hàng shop 200-300.000. Ở đây em gái bán có 69.000 thôi. Thấy khủng khiếp chưa. À, nhớ theo dõi trang bay của em nha mọi người nha. Để mình mua hàng với giá cực kỳ rẻ luôn. Trâm Linh áo, Thùy Trang áo, Thủy Nguyễn áo. Trời ơi xinh ghê chưa. Xuất sắc cho mấy chị luôn đó trời ơi. Sơ mi em còn 2 con cuối cùng em hết. Thì cả nhà ai lấy sơ mi nó chốt sơ mi giùm em luôn. Rồi quần em đang mang giá chỉ có 75.000 thôi nha mấy chị. Ai lấy quần thì cứ chốt quần giùm em liền. Có túi cho mấy chị đàng hoàng luôn. Và cái phần quần này nha là hàng free size nha. Lưng là chun cho mấy chị luôn nè. Ok chưa. Quần thì nè lúc nào em cũng có hàng ở nhà hết trơn á nha mọi người nha. Chị nói lấy quần thì có chút quần giùm em. Thu Trang lên thông tin giùm em. Mỗi Thu Trang này hình như quá có đơn mà phải không. Thu Trang lên thông tin giùm em cho Thu Trang ơi. Vậy hả, là bả luôn hả. Chưa có lên xin thoại luôn hả. Quần có size. Dạ không chị, quần có size nha chị ơi. Thủy Nguyễn có đơn rồi chị. Rồi con áo khoác Adidas mới về hàng luôn. Đem cục sạc điện thoại coi hết pin rồi nè. Đâu rồi. Rồi ok bà đợi chốt. Em phải like xong cái mẫu này mới lên được nha. Chị mua một set cùng. Chị mua một set cũng đi đơn. Không chị. Trên 69.000 là em đi đơn rồi nha chị. Trên 69 là em đi đơn rồi mấy bà ơi. Mấy chị mua hàng mà trên 69.000 là em đi đơn rồi. Không có cần mấy chị phải mua hai sản phẩm nữa. Quan trọng là mấy chị cảm giác như là mình mua bộ đồ mà 69.000 mình chịu được. Mấy chị ở tỉnh mà chịu được 30.000 tiền ship thì mấy chị cứ chốt đơn thoải mái. Chứ bên em cũng không có ép mọi người là phải mua. Phải mua là hai hay ba sản phẩm mấy chị ha. Mình mua cảm giác như là vừa túi tiền mình. Ví dụ như mình có 100.000 thì mình mua là cái set đó 69.000 thêm 30.000 tiền ship rồi là mình có 100.000 thì mình mua bộ đồ vậy thôi. Chứ giờ em đâu thể nào ép mấy chị mua cho em hai ba sản phẩm được đâu. Đúng không? Nên là chị nào mà
cảm giác như là không có thời gian coi em nữa, thì mấy chị có thể mua một sản phẩm rồi ngày mai mấy chị vô em mới chịu đổi thêm một cái nữa. Bên em vẫn dồn đơn cho mọi người bình thường ha nha, mà đừng mua hàng sale nha, hàng sale sẽ bị xả. Tại vì hàng sale em sẽ xả cho chị khác, tại em sale rồi, mấy chị vô mấy chị lùa hàng sale có một cái một đi ra là em xả cho người khác luôn, dạng vậy á. Sơ mi em còn một con cuối cùng thôi, Nguyễn Thị Kim set sơ mi set thể thao đợi em xíu nha. Trời ơi, cái con Adidas này, nhà này nó làm hàng đẹp quá mấy chị ơi. Phải nói là ngày hôm qua về một lô rồi mà hôm nay phải về tiếp thêm một lô nữa. Chưa nha chị Lê Giao, em chuẩn bị em lên xếp thể thao liền á. Để em tí xíu em lên liền nè khách ơi. Trời ơi, xuất sắc luôn mấy chị em ơi. 69.000 cho em con áo khoác mấy chị. Phải nói là không còn gì để nói với con áo khoác này luôn mọi người. Như Thảo có sơ mi cho em rồi một cân 60kg, 65kg. Cứ vậy mà chọt vô cho em thôi nha. Từ 40 tới 62, 65kg cứ vậy mà chọt vô cho em thôi. Đừng có hỏi em bao nhiêu cân mặc vừa nữa. Cái vải này nó dạng quá mà. Nha mọi người, đang mặc là màu hồng giùm em nè, màu đen nè. Cái con Adidas này của em là đỉnh của shop luôn. Em bung màu cho mấy chị coi, mấy chị cứ từ từ bình tĩnh nè ha. Thái Anh Cao lấy màu đỏ nè, cái này em có màu đất nè. Màu đất cho em ha. Màu đỏ đợi em xíu cho Thái Anh Cao em bung màu đây nè. Màu trắng nè. Em nói thiệt luôn, lâu lâu mấy cái con này mà lên cái hàng màu trắng là em ân dữ lắm mấy chị ơi. Tại vì lâu lâu một lô hàng áo khoác này mới có ra được một cái vải màu trắng như vậy thôi nha mọi người. Không phải là lúc nào cũng có đâu mọi người ơi. Rồi màu hồng giùm em y hình luôn. Xuất sắc chưa? Quá đẹp luôn. Màu đỏ chị Thái Anh Cao nè. Ok chị luôn. Áo này là em nói thiệt sự với bà luôn á, nhận hàng về với bà không ghiền cái áo này nó thì thôi luôn á. Nhớ bà chế nha. Bữa giờ là được về được một cái lô áo khoác mà gọi là ân ý luôn các bạn. Màu đẹp, dáng đẹp, chuẩn xịn ha. Bao nhiêu á chị ơi, 69.000 cho em. Trời ơi, cái màu xám này dễ thương, dễ sợ chưa. Em nói cái áo này nó dễ thương dữ lắm mấy chị ơi. Chốt cho em liền màu kèm xứng hỏi giùm em liền ha cả nhà nha. Đẹp quá à. Rồi màu xanh nè mấy chị ơi. Trời ơi, con áo quá trời quá đất luôn mấy chị đẹp ơi. 69.000 giùm em. Đi đâu ra mà kiếm con áo này 69.000 trời. Không có đâu mấy bà ơi, mới thiệt luôn, không bao giờ có. Đẹp quá trời luôn. Màu xanh nữa bà chế. Em đang mang là màu hồng nha mọi người. Ai lấy hồng được cái chút hồng giùm em. 69.000 một con thôi nha mọi người. Mua 2-3 cái về mặt cháu đã luôn, mới thiệt luôn á. Xuất sắc cực kỳ cho mấy chị luôn ha. Khác. Trời ơi, em đang mặc như vậy mà còn hỏi em dán ngắn dán dài luôn á chị Trâm Linh. Dán dài chị Linh ơi. Trời ơi, đang bận vậy mà còn hỏi dán ngắn hay dán dài luôn, chết thật sự. Chết thật sự. Ok, Hạnh Lê lấy 50 hồng nè. Quá đẹp luôn, tao thề với bay luôn bay ơi. Cái con này là định của chớp luôn. Không mua là tiếc chán chịu. Xuất sắc chưa? Rồi, khóa xanh cho Hà Phi nè. Khóa xanh cho Hà Phi, xách ngố để em xíu em lên liền mấy chị. Cái gì cũng có hết cho mọi người, đừng bình tĩnh đợi em nha. Hà Phi nè. Trắng cho chị Trâm Linh nè. Cái này mà hỏi em dán ngắn dán dài là em hết được biết được, em trả lời luôn em thiệt. Quá trời mà. Ok chị Thảo An nè. An Thảo My chứ lấy áo khoác màu đỏ phải không? Chị Suri Ngọc lấy một ly áo khoác luôn hay là sao vậy chị ơi? Rồi em lên màu lại một lần nữa cho mấy chị nè. Quá đẹp luôn á trời. Hồng đất luôn cho Lâm Văn Kiệt nè. Hồng đất cho Lâm Văn Kiệt nè. Hồng cho chị Thúy Hằng nè. Chị Suri Ngọc lấy một ri là một ri áo khoác luôn hay sao vậy? Khoác hồng nhạc cho chị Sang Nguyễn nè. Ok luôn nè, rồi em hết hồng luôn nè. Rồi còn mấy cái hết hàng nha mấy chị nha. Chốt lại màu giùm em luôn. Quá đẹp luôn mấy chị ơi. Sắc ghê luôn mấy trời. Em lên cái màu sáng cho bà gái coi nè, có 69.000 thôi mấy chị ơi. Áo khoác 69.000 nha mọi người nha. Trời ơi, đẹp quá trời mấy bà ơi. Xinh ha. Trời ơi, mấy cái này mấy chị ơi, mặc đi đâu tới đâu luôn á mấy bà. Mặc tới đâu giùm em luôn á, đẹp lắm. Đúng rồi. Không xám đi hả? Không xám là còn được 4 cái hả? 3 cái hả? Suri Ngọc không xám nè. Ok luôn, một xám đang mặc ở chị Thanh Hân. Xám đang mặc ở chị Thanh Hân.
Rồi bây giờ em còn hồng, còn đen, rồi còn hai màu cuối cùng dùm em, 95, 69.000 một phát, 69.000 cho em nha mấy bà nha. Trời ơi, rẻ mà đẹp dễ sợ chưa, cái vải nó nặng y ạch luôn mấy chị. Cái vải này gọi là vải thun gân mà nó hàng dẻo mọi người, nó là xinh lắm. Cái xám nữa, chị Sang em hết xám rồi chị ơi. Em hết xám rồi chị đẹp. Bây giờ em còn hồng đậm nè. Hết xanh luôn rồi nha Suzuka ơi. Hết xanh rồi, toàn đen với hồng hết hàng. Trời ơi, mặc cái này mấy chị ơi coi này, dễ thương dễ sợ không? Xinh lắm mấy chị, hồng em còn một em duy nhất. Trời ơi, nói mấy cái này mặc lên cân lắm. Vải rất là mát luôn nha mọi người, lô này vải mát xỉu luôn á. Hàng thun lạnh, hàng gọi là thun gân mà cái chất này rất là mát luôn, chất này cực kỳ dẻo. Rồi, phát nâu, không có phát nâu luôn bà ơi, làm vô phát nâu bà. Hồng nhạt. Ok, nãy chỉ có một cái hồng nhạt đó chị Sang Phạm ơi. Phải không? Hồng nhạt nó chỉ có một cái đó chị, còn màu đen. Rồi bây giờ em lên pyjama dít dắt cho mọi người nha, để mấy chị nôn quá nè. Đen, hồng, còn hai con cuối cùng giùm em luôn. Bao nhiêu tiền vậy ta? 69.000, không tin được luôn. Trời ơi, trời là trời, đất ơi là trời, đất ơi mấy chị ơi. Đen chị Huỳnh Thu. Đó, 69.000 một em áo khoác, mấy chị coi có ai làm lại em không mọi người. Rồi, khoác đang mặc á. Không có chị, bây giờ còn có hai màu nè, chị chốt lại giùm em nha. Xếp thể thao để em xíu. Xếp áo sơ mi đang mặc 69.000 chị Hồng Phấn ơi. Chị ơi, chị lụa thì chị hả? Phát hồng 69 cho Mỹ Ngọc. Rồi còn cái màu đen cuối cùng hết hàng. Một cái màu đen cuối cùng hết hàng giùm em. Ai lấy đen chút đen kèm số nha cả nhà ơi. Quá xinh luôn. Phát đen chị Quỳnh Giao. Ai? Huỳnh Thu lên thông tin giùm em. Ôi, em không có đợi được cái này đâu mọi người ơi, chứ bây giờ nó đẹp quá sao đợi. Ngố để em xíu nha, lên cho mấy chị xếp ngố 95 trước. Hồng chốt chưa? Hết rồi chị Trần Mini ơi, team Mini hết. Rồi. Cái gì? Trang ơi, vẫn chưa nhận được đồ mặt Man Huy. Nó giao lại cho Man Huy chưa giờ? Sao hả? Sao kỳ vậy trời, sao chị cái đơn cho Man Huy cho trục chặt hoài vậy ta? Ủa là sao? Sao qua nay giờ không hỏi chị Man Huy cho chị Man Huy biết đồ? Để lại trong inbox cho em đi. Nó đang ở kho cái đơn bộ chị nhận cái đơn 2 triệu mấy á chị. Bây giờ nó đang làm ở kho chị đẹp ơi. Hết luôn chị Tim Mini ơi. Bộ 7 màu nè. Mới về thêm. Hôm nay màu đẹp quá à. Hết đen rồi chứ ơi. Rồi mấy chị ơi, siêu phẩm biến hình mấy chị ơi. Trời ơi trời. Sơ mi đang mặc còn một cái nha mọi người, ai lấy thì chốt giùm em luôn. Rồi để ngày mai em hối cho nó giao là cuối cùng chị nhận. Rồi để em hối cho nó giao tới nhà cho chị nha. Để em hối cho nó giao tới nhà cho chị. Sao kỳ vậy trời. Cái gì vậy trời. Ngày mai chị ra tới đó đi chị đưa số điện thoại cho em đi, để em gọi điện cho bên kho cho mọi người. Em gọi điện cho kho cho. Siêu phẩm luôn. Chị Huỳnh Thu cho số điện thoại 11 số bà ơi. Tôi gặp chị Thọ Ngọc hả bà. Cho lại số điện thoại giùm em. Huỳnh Thu ơi, số điện thoại 11 số kìa. Bà gặp bác tôi gọi gặp chị Thọ Ngọc cái gì vậy. Rồi pyjama giùm em luôn mọi người ơi. Trời ơi, cánh dơi 7 màu quá hot luôn. Màu đỏ, màu hồng hay màu đỏ cũng được cho mọi người nha. Rồi đợt này em về cho mấy chị được 3 màu. Bộ chị cầm cho Tiên Mini. Cái con này cho em của em là quá hot mấy chị ơi. 85.000 pyjama cánh dơi giùm em. Màu hồng, màu xanh. Màu hồng, màu xanh và màu vàng giùm em thôi. Hồng, xanh, vàng 3 màu. Giá của nó là 85.000 một bộ giùm em thôi. Pyjama cho mọi người nha. Mặc lên sang lắm mấy chị ơi. Ok, chị Hiếu Hạnh Phúc chưa? Chị Hiếu Hạnh Phúc bộ xanh được kìa. Rồi, Ái Nhi một bộ xanh luôn nè. Ok luôn nè, lên màu kèm sổ cho em nha. Đỏ chị Hiền Lê nè. Sơ mi đang mặc còn một cái, không ai lấy cho tôi là không ai lấy luôn á. Rồi em hết màu xanh luôn nha khách ơi. Tốt tiêu tiêu cái xanh nè. Kim Thúy em hết màu xanh nha. Tiêu tiêu được màu xanh nè, Kim Thúy hết màu xanh.
Bây giờ hiện tại bây giờ em còn có màu màu vàng với lại màu đỏ thôi là hết. Xanh hết rồi Út ơi. Trời ơi dễ thương quá đi à. Rồi em còn mấy bộ em chốt nè mấy bà ơi. Nãy ai chưa có vậy? Ái Nhi có rồi phải không? Thanh Hân bộ xanh nè. Rồi Tiêu Tiêu bộ xanh nè. Hiền Lê bộ đỏ nè. Hiền Lê bộ đỏ nè. Ok luôn, rồi còn có hai màu thôi nha mấy chị, đỏ với vàng giùm em. Xinh lắm mấy chị ơi, dễ thương xỉu luôn á. Phương ơi hết rồi Phương ơi. Màu xanh hết rồi Kim Thủy ơi. E lên dịp hết xanh nha chị. Vàng nè. Út Út nè. Vàng cho E lên dịp nè. Huỳnh Thu thấy số điện thoại rồi nè. Bộ chị mặc 85.000 ha, 85.000 mấy chị còn hai màu. 85.000 một bộ cho em thôi mọi người, không nghe lộn đâu. Hàng này người ta bán trăm mấy không mà mấy bà ơi, em bán 85.000 thôi nha. Như Quỳnh lấy bộ chị mặc nè. Mai mai có về nữa không chị? Dạ không chị ơi. Cái này em sợ là lô cuối rồi đó mấy chị, không còn hàng nữa đâu. Hiền Lê luôn nè, vàng luôn. Rồi cái bộ này em còn hai màu vàng với đỏ, hay là vàng với hồng gì cũng được, màu nào cũng xinh hết á. Thêm bộ hồng nè. Thêm bộ hồng Nari bộ mặt nè. Bé Phương thêm bộ hồng nè, ok luôn. Còn hai màu duy nhất giùm em luôn. Em sợ cái lô này nó không có về hàng nữa đó nha mọi người nha. Tại cái vải này gần hết rồi. Nãy em comment bộ chị cầm màu đỏ á chị nha, á nha chị Trang là bộ này đúng không? Chị chốt rồi. Tiên Mini chốt con này màu đỏ cho em rồi. Ừ để lát hồi nó có ai mà gọi điện không nghe máy chị chùa cho bé Phương. Rồi chị Chuông Diệm lấy bộ vàng. Còn này đâu? Màu xanh á. Đâu? Tôi đây lô đây coi. Nhưng mà không phải cái màu đó không? Đang mặc em hết chị Hồng Kim ơi. Bây giờ em còn màu đỏ thôi, hết màu vàng rồi nha mấy cô gái nha. Trời ơi, nói thì cái bộ này nó xinh lắm mấy chị ơi, màu nào cũng xinh hết á. Trời ơi, nó phối màu lên đẹp quá à. Ok. Trời ơi, xinh quá à. Rồi, còn màu đỏ mấy chị nha. Em nói thiệt luôn á, cái này là em sợ không còn vải luôn mọi người. Tại vì cái họa tiết đang hot quá trời luôn mà cái giá quá rẻ mấy chị ơi. Hồng Kim hết màu vàng rồi, còn màu đang mang thôi nha. Rồi ai lấy trước giùm em kèm em xin thoại. Rồi em sẽ lên một mẫu bộ ngố, hàng 85.000, hàng 95.000 cho mấy chị nè. Bộ đang mặc em còn 3 bộ thôi mấy bà ơi. Thể thao để em xíu. Thể thao lên liền. Lấy cái mẫu này cho bà trước nè. Trời ơi đẹp quá mấy người ơi. Trời ơi xinh ghê hồn luôn á trời. Cái này cho em nha mọi người nhớ, nó là hàng, cái này nó là hàng nguyên một cây, là hàng thun thun dẻo u rip hết. Chị lên áo khoác cho chị, vừa lên xong luôn á một con, chị vừa lên xong luôn á. Em nói nghe nha mọi người, cái này mấy chị đừng có so sánh với lại cái hàng sáu mấy ngàn của em. Cái này tới 95.000 lận nha mọi người nha. Cái này nó là hàng vải Quảng Châu đẹp cho mấy chị luôn. Và nó chỉ có 3 màu thôi nha mấy chị. Đằng trước nó sẽ là phơm trơn thế này cho mọi người, nhưng mà đằng sau lưng nó in chữ nó mấy chị nè. Trời ơi xinh xỉu chưa? Xinh xỉu giùm em luôn mọi người. Cái quần nè, em nói thì cái vải quần này rất là đã luôn. 95.000 một bộ giùm em. Và nó có 3 màu cho mấy chị ha. Linh Linh nè. Ok đợi chút xíu chị lên sách thiết kế. Bà ơi bà từ từ bà ơi. Bà làm như tôi là Superman vậy. Like mà chút chị buông bỏ bộ này xuống là mấy bà bắt tôi lên bộ khác liền rồi đó má ơi á. Ai nhớ chị ơi màu xanh giùm em mọi người nè. Đó. Hồng Kim bộ chị đang mang luôn phải không? Ok Hồng Kim bộ đang mặc luôn nè. Rồi bộ đang mặc em còn hai bộ nha mọi người. Ai lấy chốt giùm em luôn. Ai cho mấy bà chị ơi chữ Smell giùm em đó chị nè, 95.000. Em có thật sự luôn, nó y hình luôn cho mấy bà luôn á. Nè cái quần nè mấy chị. Quan trọng là cái bộ này cái vải nó rất là đã luôn. Nó rất là đã cho mọi người mặc mát lạnh giùm em luôn. Rồi màu vàng giúp em luôn nha mấy chị nha. Vậy là bộ này em có 3 màu. Màu xanh. Ờ cái quần không có hình em ơi. Đây mấy chị ơi, màu vàng nè mấy chị. Màu xanh giùm em nè. Quần nó có một cái màu hồng như vậy thôi nha mấy bà nha. Rồi màu hồng, màu vàng và màu xanh giùm em luôn, 3 màu cho mấy chị nè. Bữa nay cái về cái quần mà gọi là phối màu mới với mấy chị đang hot cực kỳ luôn. Quần này gọi là quần áo kia mấy chị. Xinh lắm. Cảm thấy em được nhận thông báo luôn hả? Rồi em bung màu cho bà gái coi lại nè, đẹp lắm nha. Vậy hả? Hôm nay mấy bà cơ mạng yếu mà chị không biết mạng có yếu hơn nữa. Rồi ok chưa? Bộ này mặc em còn hai bộ thôi nha mấy chị nha. Ai lấy chốt giùm em luôn, 95.000, 85.000 một bộ giùm em luôn.
đó, còn được hai set cuối cùng lên form con này cho bà luôn nè. Bộ đang bận em còn chị Mai Huyền 985.000 một bộ cho em, 85.000 thôi nha, còn hai bộ cuối cùng thôi. Cánh dơ giùm em luôn, có túi luôn nè, đẹp lắm luôn mấy chị, còn đúng hai bộ thôi à. Ok chị Kim Thủy nè, Kim Thủy nào đồ ngủ màu đỏ nè. Rồi còn một bộ đang mặc hết hàng luôn, ai nhanh tay thì có hàng giùm em. Rồi em lên set ngố cả nhà ơi, set ngố này 95.000 cho em ha. Đúng rồi. Chị nào hồi chiều nay á mà gọi điện chưa lại bên em dồn đơn hôm nay hết nha khách ơi. Trời nói cái bộ nó đẹp xỉu luôn mấy bà. Lấy bộ đang mặc cho chị Mai Huyền luôn, ok 85.000 nè. Rồi mấy chị chốt em set 95 kèm màu. Trời ơi mấy thiệt xỉu luôn á trời. Cái vải nó siêu đã luôn nha mấy chị nha, em báo trước cho mọi người nha. Chị nào mà dáng như mặt giống như theo kiểu mà gọi là muốn mua mà gọi là mà nó giống như là dáng hàng mà hàng giống hàng xịn 99% á mấy chị. Mấy chị lấy cho em cái mã này. Tại vì cái vải này mấy chị nha, nó thấm hút mồ hôi rất là sướng luôn. Mấy chị rờ vào chất vải mấy chị sẽ thấy độ khác biệt của nó liền luôn ha mọi người ha. Và bên em có 3 màu cho mấy chị luôn. Đùi satin có em, bà giúp chị lên cho nha. Rồi có 3 màu giùm em. Màu xanh nè mấy bà ơi, xanh màu là màu xanh lá đó mấy chị. Lên cái quần này luôn, đúng dễ thương luôn. Cái màu xanh lên cái quần áo này cũng rất là đẹp luôn nha mấy chị đẹp nè. Áo màu vàng đi với cái quần này luôn. Bộ đùi hai dây em chú lên đợi em xíu nha. Rồi, ai thích màu nào chốt cho em liền. À, Thái Anh Cao nãy em có chốt rồi. Em có chốt rồi nha. Lấy em vàng với lại xanh lá nè, ok luôn. Chị Phương Nguyễn nè. Tôi nói cái set này nó hot lắm mấy bà. Mấy bà bài bữa nào mấy bà vô mấy bà hỏi em nè. Dạ mấy bà vô hỏi tôi nè. Ghét ghê. Xinh lắm nha mấy bà trẻ nha. Rồi, cái này em còn được hai màu cuối cùng. Một hồng, một xanh lá. Đẹp dễ sợ chưa? Trời ơi, cái màu xanh lá nè. Nó cực phẩm luôn mọi người ơi, đẹp quá. Trời ơi. Chân nguy hiểm. Bầu bì bon chen được rồi mà bà vô cái thành phần nguy hiểm rồi là mua một cái gọi điện không nghe máy á. Đúng không? Vậy hả? Trời ơi dữ vậy. Rồi ok luôn. À, cho chị số điện thoại địa chỉ trên live luôn cũng được em. Sao cũng được đó, em lên màu hồng cái nữa nên lên màu xanh nè. Còn hai bộ nha, xanh với hồng là hết hàng. Mấy chị mà nguy hiểm với cảnh báo rồi á là phải cọc tiền cho bên em. Còn không thôi là phải viết bản tường trình. Mấy chị mà vô danh sách nguy hiểm với lại cảnh báo với dạng bản tường trình. Vô trong inbox á, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nha. Độc lập tự do hạnh phúc. Tôi tên là lý do gì? Lộn người bà ơi. Nè tôi không lộn đâu bà, cái số điện thoại của bà nó lên vậy nè. Nha. À, em đang bận là giá 95.000 chị, hàng này hàng xịn cho em. Dễ thương lắm các ơi. Sao mất cái âm thanh rồi trời. Cho nét nhạc coi, cho nó quẩy sung sung cho mọi người nè. Màu xanh với màu hồng còn hai bộ à, dễ thương lắm. Được nha chị, yên tâm. Em nói cái form này, quần này nó mặc sướng lắm. Mà cái quần quần nó rất là ôm luôn. Em nói thì cái bộ này mặc dễ thương cực kỳ, mấy chị tin em đi. Xinh lắm mấy chị ơi, còn có hai màu thôi. Xanh với lại màu hồng. Từ đầu đợi xíu mấy má. Mấy bà này bởi vì cái gì cũng muốn hết trơn hết trọi á. Cái gì cũng muốn hết trơn hết trọi mà ta lên là không chốt thôi à. Bình tĩnh nè. Rồi còn hai màu giùm em ha mọi người ha, xanh hồng. Rồi ai hốt giùm em luôn, kèm em số điện thoại nha. Cưng quá. Cái bộ này dễ thương ghê á. Nó phối màu nhìn đẹp ghê nha mấy bà trẻ nha. Không có lộn đâu em ơi. Nhiều khi bộ đó em đã số điện thoại đâu mà cưng không nghe máy á. Là bị lưu rồi là không nghe máy rồi đó. Chị bộ mặt hồi nãy có rồi. Hồng Kim nãy có bộ màu máy mặt rồi nha gái ơi. Qua mẫu giùm em luôn. Rồi lên cho em cái mã này mấy bà ơi. Beo beo đợi em xíu nha. Em lên cái mẫu này trước nè mấy bà. Pyjama đùi cái đã. Cánh dơi luôn mà rất là rẻ mấy chị ơi. Satin luôn nè mấy chị, satin luôn. Ôi đẹp dữ ta. Hồng Kim có rồi nha. Hồng Kim có rồi nha cục cưng ơi. Trời ơi mấy chị ơi, coi mấy chị. Rồi mấy chị ơi, 75.000 một bộ. Ôi lộn, 79.000 một bộ cho em luôn. Quần có túi nha cả nhà nha. Quần có túi giùm em luôn. Pyjama bò sữa mấy chị ơi. Đây, bò sữa phối giùm em luôn nha mọi người. Ôi cái bạn này đẹp quá vậy trời.
Quả này lạ ghê luôn nè mấy bà. Mà rẻ nữa, 79 ngàn. Quá trời xinh luôn. Trời ơi, cái tay cánh dơi nó bự chà bá luôn nè mấy bà. Chị ơi, quần có túi luôn nha mọi người. Quần có túi cho em luôn. Rồi em có màu trắng nè, màu bò giùm em nè mấy chị, màu kem nè, rồi màu xanh đậu nè, màu hồng nè. Đó, ai thích bộ nào chốt giùm em liền nha. Bộ này 79 ngàn mấy chị, 79 ngàn giùm em một bộ pyjama nè. Linh Linh nè, xanh đang mặc cho Nguyễn Anh Thư nè. Ok, xanh đang mặc cho Nguyễn Anh Thư nè. Trắng chị Mai Anh Huy nè. Ok, bò vô với chị Kim Chi Nguyễn, Kim Thi Nguyễn nè. Thấy địa chỉ chưa? Thấy rồi Phương Nguyễn ơi, đẹp quá mấy chị ơi, thiệt luôn á. Nguyễn Anh Thư có xanh chưa? Xanh có màu rồi. Man Huy bộ trắng nè, em in phiếu chưa? Man Huy trắng nè, Tiểu Hoa trắng nè, bò dồn cho Kim Thi Nguyễn nè. Trời ơi, bộ này dễ thương lắm mấy chị ơi, có 79 ngàn bộ mấy bà chế, 79 nghìn giùm em thôi. Thấy rồi, rồi chị Ngọc Phượng ơi, cặp kem cho chị ơi. Hằng Nguyễn lấy 3 nè em ơi. Ok luôn, Ngọc Phượng nè, inbox giùm em đi chị, chụp màn hình giao dịch gửi qua giùm em nha. Ok không? Có áo ba lỗ không chị? Áo ba lỗ còn có màu đen á cưng. Còn màu đen ngày hôm qua chị like á, nhớ không? Để chị chốt không chị nha, màu hồng. Xinh quá. Rồi ok. Trời ơi xinh quá à. Chị ơi chị, lấy hai cọc có 200 ngàn là chốt được kiểu 200 ngàn nha bà. Ok, bộ đủ màu nè. Bên em xị là cọc tới 500 lận đó. Bà cọc 200 là chốt theo kiểu 200 đó bà. Sao tôi mất dạy dữ ta. Đây Ngọc Phượng nè, Ngọc Phượng đổ đủ màu. Đủ màu bò 39 là gì? À hết rồi chị ơi, hết rồi nha chị, hết rồi hết rồi. Dạ ngày mai đi nha chị ơi, lát hồi chị lấy mẫu khác giùm em nha chị. Bộ bao nhiêu vậy Trang? Dạ 79 ngàn. Hằng Nguyễn, Hằng Nguyễn bộ đang mặc có 79 ngàn mấy chị, bộ đang mặc là 95 nha. Còn bộ này Trang là 79 nghìn thôi, dễ thương ghê không? Cân lắm mấy chị, cân xỉu luôn á. Nè cái quần nè mấy chị, 60kg bao mặc giùm em luôn, có túi cho mấy chị luôn nha. Đây, đẹp lắm. Đó, em còn màu hồng nha, màu kem, màu xanh đậu đó mấy chị. Trời, màu xanh đậu đẹp quá. Trời ơi, màu xanh đậu đó mà chị ơi. Ôi em nói thiệt, cái màu xanh nó xuất sắc luôn mấy má ơi nè. Trời ơi, đó cái quần này nha mấy chị, đẹp nha, rẻ đẹp mấy chị ơi. 69, 79 ngàn một bộ cho em nha mọi người nha. Pyjama mấy chị. Trời ơi, mắc công mặc lên rồi hỏi nữa nè, thiệt luôn á, xinh lắm nha mấy bà nha. Đây con mèo nè mấy chị nè, đẹp dở sợ chưa. Rồi em lên màu lại nha mấy bà nha, màu xanh giùm em nè, hồng em còn một bộ nè. Rồi màu nu nè, cánh dơi hả? Đúng rồi, cánh dơi luôn nha bà Hân Hân. Đúng rồi nha Hân Hân, cánh dơi luôn á gái ơi, cánh dơi luôn. Rồi chốt màu giùm em đi mấy chị. Em còn màu trắng nha mấy chị nha, màu trắng đẹp quá. Trời ơi, màu trắng dễ thương xỉu luôn á trời. 79 ngàn, 79 ngàn giùm em nè, màu trắng nè mấy chị. Cái quần thì nó in màu vậy đó mấy chị khỏi coi quần nha, em lên áo thôi cho nó dễ nha. Đó, màu trắng cho bà chế nè. À lấy trắng, chốt trắng giùm em luôn. Rồi màu hồng luôn. Trời ơi, đó màu hồng xinh xỉu chưa. Rồi cái này mấy chị chốt giùm em màu xanh nè. Em nói thì cái bộ này đẹp quá, có 79 ngàn bộ thôi nha mấy bà. 79 ngàn giùm em luôn, màu xanh nè. Rồi cái này chốt giùm em nha mấy chị nha, màu kem. Đó, xuất sắc cho mấy chị chưa, 79 ngàn một bộ. Ủa cái vải nó quá đã, quá xuất sắc luôn. Tình yêu lấy màu nào nó chốt màu giùm em. Bò có một cái thôi nha mấy chị. Áo thun phải đợi em mấy chị ơi, mấy chị kêu đang đợi em rất là nhiều mẫu luôn á. Cho em lên xong cái pyjama này luôn nha mấy bà nha. Đó, rồi chứ nào lấy màu nào nó chốt giùm em luôn. Rồi em qua mẫu nha. Hôm qua quá kaki nhung nha chị ơi. Nhà em hết áo khoác kaki nhung rồi gái ơi. Xếp lại mẹ cái này. Bỏ đại mẫu nào vô, màu nào vô màu đó là được rồi. Rồi màu bò nè em chốt cho Hân Hân. Ok luôn, bỏ đang mặc chứ đâu lấy được thì chốt giùm em nha. Xinh quá à, 95 ngàn bộ. Rồi tiếp tục giùm em luôn.
Ông Hân đơn mở giùm em như Hân Hân ơi. Rồi lên ngố beo nè. Trời. Để em xíu lên lụa. Trời ơi, mọi người một ý mấy chị ơi, em like thì cũng mỗi người một ý luôn á. Bình tĩnh nè mấy cô gái, để em xíu lên liền cho nha. Để em xíu lên liền mấy bà. Mỗi người một ý ra không? Bình tĩnh nè. Để em like cái mộng nào nó xong cho nó giúp cái mộng nó luôn nữa là chết. Rồi ok, ngó beo. Trời ơi, cái này đẹp quá trời, mấy chị ơi, chết rồi. Ủa mà nó rẻ nữa chứ. Rồi, tập trung lên ngó beo nè mấy bà trẻ ơi. Trời ơi, cái quần beo 3D luôn nha mọi người. Cái quần beo 3D luôn nha mấy chị nha. Trời ơi trời, đằng sau lưng của nó luôn. Rồi, xỉ cho em 53 mấy chị ơi. Lẻ cho em 69 ngàn bộ beo. Hai màu trắng đen cho mọi người thôi. Hai màu trắng đen giùm em thôi nha mọi người nha, cái vải nó quá đã luôn. Trời ơi, con màu trắng đó mấy chị ơi. Xuất sắc dễ sợ chưa? Trời ơi. Má ơi. Hai màu trắng đen thôi nha mọi người nha. Tay cái quần 60kg mấy chị mang thoải mái giùm em luôn. Chữ đằng trước in giùm em luôn nè. Hai màu. Đó, được chưa? Trắng và đen, quần beo có một màu quần beo duy nhất giùm em thôi. Ai lấy bộ beo chút bộ beo liền giùm em luôn. Nha. Rồi đợi xíu em lên phone với bà gái coi nè. Linh Linh lấy đủ nè. Ok, màu 2 cho Hạnh Lê nè. Bộ này dễ thương lắm luôn nha mấy chế ơi. Rồi ok, bộ beo trắng đó chị Mai Anh Huy nè, 69 nghìn một bộ cho em thôi nha. 69 nghìn mấy chị ơi. Rồi ok. Em ơi xỉ với là giá đó nha em ơi. Còn lẽ là 69 nghìn giùm chị nha Lâm, Lâm Ngọc Diễm ơi. 69 nghìn giùm em nha mọi người nha. Rồi em lên phone mấy chị. Trời ơi, cái đằng sau lưng mấy chị coi nè. Hơi dễ đẹp, hơi đẹp luôn. À, em đang mang là em còn màu xanh nha mấy chị. Chả lên nổi bà ơi. Rồi em lên số điện thoại giùm chị nha bé ơi. Cụ Lung lấy lại số điện thoại giùm chị đi nha. Để chị gọi điện chốt đơn lại nè gật là cưng ơi. Gọi điện chốt đơn lại mới được nha cưng. Ok. Chị Lâm Ngọc Diệp em chốt rồi nè. Em lên cái bộ beo nè mấy chế ơi. Cái bộ beo này đẹp ghê luôn á trời, mấy thiệt luôn á. Xuất sắc quá à. Trời ơi xinh ghê luôn á trời. Ok, gọi điện lại chút đơn liền cho bé đó luôn nè. Trời ơi xinh quá mấy chị ơi. Em nói thiệt luôn, có 69 ngàn một bộ cho em thôi nha bà gái nha. Hơi bị phê cho em luôn nè mấy bà. Phơm ảo nè, 60 cân mấy chị mang thoải mái giùm em luôn ha. Quần beo mấy chị ơi, mà lên áo đủ màu thành là mấy chị mặc hoài giùm em luôn. Đó, ngố cho em nha cả nhà nha. Ai lấy ngố chút ngố giùm em liền. Cụ Lùng nè, rồi lên nè. Để comment lên điện thoại rồi đó. Mai gọi điện chốt đơn cho nó luôn. Nè, để lên phương mại. Beo, ok, bộ ngố beo trắng là chị Thủy Nguyễn nè. Trời ơi, cái bộ nó rẻ muốn xỉu luôn nha. Mấy chị có 69 ngàn à, mấy chị gái ơi. 69 giùm em nha. Ai lấy bộ nào chốt em màu đỏ liền kèm số điện thoại cho em ha mọi người ha. Nè có hai màu à. Áo trắng và là áo đen thôi mấy chị, quần là một màu beo duy nhất cái bà trẻ thôi nha. Đây đây đây. Đó, trời ơi beo nè mấy chị, xinh quá trời, beo đen đẹp quá. Beo trắng là chị heo xịn nè. Heo xịn lấy beo trắng nè. Ok luôn nè. Hai màu rồi mấy chị, áo có hai màu trắng và lại màu đen cho em thôi nha mấy bà, quần thì là một màu beo. Xinh quá. Màu đen cưng ghê cho mấy bà trẻ. Đằng sau lưng nè mấy bà. Y hình nha mấy chị luôn á. Cưng lắm. Chị Phương Nguyễn lấy một bộ beo, beo đen nè. Ok la luôn. Rồi ai lấy beo chút beo em liền. Cái quần đã quá à. Cái quần là 60kg là bao mặt luôn á mọi người. Coi nè. Em có thiệt luôn mua cái bộ này là quan trọng là cái quần beo đẹp ghê hồn luôn á trời. Trời ơi cưng quá à.
Rồi beo còn hai màu giùm em, trắng và đen thôi. Trời ơi xinh ghê không? Xuất sắc với bà gã nha. Rồi ai lấy beo được chút beo giùm em luôn. Bộ ngối xuất sắc của nó em còn một bộ đấy bà. Đây đây, ngối xuất sắc nhà em còn một bộ nè. Chị nào lấy ngối xuất sắc hồi nãy chưa? Ơ lộn, à, đùi xuất sắc chính 85.000 giùm em, hồi nãy em còn một bộ pyjama nha. Đây xuất sắc 85.000 giùm em. Đen chịu Huyền Phan nè, 69.000 một bộ thôi à. Nè nè đây đây, quăng lại cho em một cái đi. 69.000 nha mấy chị nha. Rồi em còn có 2-3 bộ em hết hàng luôn. 69 giùm em luôn. Rồi bây giờ em lên một phân áo thun nha mọi người. Em lên thun phân rộng rồi mấy chị. Rít rắc cho chị Nguyễn Thị Nguyễn Thị Hạnh ha. Nguyễn Thị Hạnh hay Nguyễn Thím Hạnh gì nè, ok nè, một set dít dắt nè. Rồi dít dắt em còn một bộ cuối cùng, ai lấy nửa chốt giùm em luôn nha. Rồi đây con áo này là đỉnh của chớp nè bé Phương nè bà ta. Cho em lên cái áo thun này đi mấy bà ơi. Xinh lắm mấy chị ơi. Beo trắng với chị Huyền Phan nè. Huyền Phan. Ủa, hai Huyền Phan hay một Huyền Phan vậy trời? Hai Huyền Phan luôn hả? Phải không? Hả? Vậy là Huyền Phan lấy heo beo. Ủa vậy chị Huyền Phan lấy beo trắng hay là beo đen? Chị Huyền Phan ơi chốt lại giùm em nha. Áo khoác em hết rồi chị ơi. Áo khoác em còn có một mẫu ngày hôm qua thôi nha chị. Ok chị Huyền Phan giờ lấy hai bộ luôn. Nãy mà có màu gì rồi? Màu đen thêm một màu trắng nữa. Rồi chị Lai, áo ống đi trang buồn ngủ quá. Trời ơi áo ống nè, trời. Áo ống cái gì á hả? Trời bà đợi chút xíu đi bà. Đợi chút xíu tôi lên cái mộng này cho khách cái đã nha bà. Trời ơi con áo này là siêu phẩm luôn nè mấy chị. Cưng lắm luôn, đảm bảo với mấy chị. Trời ơi, xuất sắc luôn. Vừa loan mấy chị ơi, vừa in thú cho em nha cả nhà nha. Xuất sắc dễ sợ không? Đó. 45.000 giùm em, con áo bự khổng lồ. Xỉ cho em là 33.000 và lẽ chỉ có 45.000 một em áo này thôi nha mấy chị. Đây 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 đây. Mở màu cho mấy chị coi cái form bự áo của nó nè mấy bà ơi. Trời wow, xinh chưa? Em nè mặc áo quần, mặc form áo giấu quần cho em là đỉnh luôn. Màu giùm em 4 màu cho mấy chế luôn, áo Mickey mấy chị. Trời ơi mấy thiệt sự luôn con áo rồi mấy bà ơi. Trời ơi đẹp dễ sợ chưa? 4 màu giùm em nha. Màu trắng, màu vàng, màu xanh và màu hồng. Ok để em xíu. Ly dao lấy áo xanh nè. Xuất sắc chưa mấy bà? Đợi em xíu em lên liền luôn nè. Màu nào chốt em màu đỏ liền. Ly dao có Mickey xanh cho chị đẹp rồi. Em lên màu nha bà nha. Trời ơi con áo này xuất sắc quá mấy chị ơi, mới thiệt luôn á. 45.000 một con thôi. Su đi trần áo xanh nè, Ngọc Thuận áo xanh nè, riêng Kim Kim áo hồng nè. Quá đẹp luôn mấy chị ơi. Bên phiếu thất bại nữa. Áo xanh chị Dung Dung nè. Ok chị Dung Dung áo xanh nè. Rồi ai lấy màu nào lên màu giùm em liền mấy chơi. Bây giờ em lên form nha mọi người nha. Rồi con áo giùm em luôn nha mấy bà ơi. 60kg mặc thoải mái mấy chị. Nè nhìn nè mấy chị, trời ơi mấy chị màu hồng xinh vô. Xuất sắc dễ sợ chưa. Lên form nghe mấy chị, em lên màu trắng cho mọi người coi ha. Trời ơi coi nè mấy chị ơi, form nè mấy bà. 60kg bao mặc giùm em luôn ha. Lên chúng buồn ngủ cho bà trẻ coi nè. Áo hả? Không biết gọi là vải gì nữa. Hàng thun cô tông luôn nhưng mà đẹp lắm. Rồi ok. Lên lấy áo đủ nè. Rồi em nói thiệt con áo này mấy bà trẻ mua về mặc là ghiền nè. Vải đã lắm luôn á mấy bà. Mấy bà bị rờ được cái chất vải mới thiệt luôn á. Hết quần áo đen rồi. Ở đây về quần áo jean, không về quần áo đen.
quần 3. Hình như có quần 3X bà, cái quần nó quần 4X. Trời ơi, mới thiệt sự luôn á trời, xinh quá mấy chị ơi. Cho em coi đồ ngủ, để chút xíu chị lên liền nè cưng ơi. Thôi nếu bà không chịu mua áo rồi, để em xíu đi em lên nè, em lên đồ ngủ cho nha. Rồi Linh lên lấy áo đủ nè, con áo này quá đẹp cho mấy chị luôn nha mấy chị ơi. Nè Linh lên áo đủ nè. Rồi em lên áo lại một lần rồi em qua mẫu cho mấy chị nha. Áo này em về cho mấy chị được 4 màu mấy chị nhìn cái form áo nè. Trời ơi, mấy thiệt sự đúng dễ thương luôn mấy chị ơi. Thú là tao nói full màn hình luôn. Thú là full màn hình giùm em nha. Dạ đây chị. Quần jean đùi giùm em luôn, 75.000 hả? Quần jean đùi 75.000 nè mấy bà. Đó, quần jean đùi 75.000. 3 size SML giùm em luôn, coi dạng thoải mái luôn. Được chưa? Rồi em lên màu lại một lần nữa nha mấy bà chế nha. Em có màu vàng nè mấy chị. Trời ơi dễ thương lắm luôn nha mấy bà ơi nè. Ủa cái form áo nó thiệt bự cho bá, bự cho bảy luôn. Áo có 45.000 mấy chị ơi, cái áo mấy chị coi nè. Trời ơi cái này mấy chế mua nam nữ đều mặc được luôn đó nha mấy bà. Form bự lắm, màu xanh hơi bị xinh giùm em luôn. Cái này là nó vừa phối loang nha mọi người. Nó vừa phối loang mà nó còn vừa lên thú nữa. Rất là đẹp luôn mọi người nè. Coi xuất sắc vô. Lý Gia Hân lấy áo xanh 45 nè. Ok, Lý Gia Hân lấy áo xanh 45.000 nè. À lấy màu nào nó chốt màu giùm em nha. Trời ơi, cưng quá mấy bà ơi. Trên đồ size M cho Nguyễn Thị Thanh đi, Nguyễn Thính Thanh nhìn. Ok nè, size M màu xanh nè. Quần chứ. Quần 75.000, 3 size SML giùm em. 75 má ơi, quần đùi. Ok nè, Nguyễn Thị Thanh nè. Xanh cho Lưu Tấn Đạt nè. Đơn em đi chưa, Nguyễn Kiều Mỹ Chúa đi nha cưng ơi. Rồi ok luôn, qua mẫu giùm em. Áo beo sẽ tà còn nha gái ơi. Áo này chưa đăng hình gái ơi, đợi chút xíu là chị lên liền. Rồi còn áo lấy màu nào nó chốt màu giùm em luôn với bà nha. Trời ơi con áo này dễ thương quá trời quá đất luôn như là chế. Trời ơi thiệt em về cái con áo này mà em quá trời trông chờ đợi luôn mọi người. Quá chị rẻ luôn nha mấy chị, có 45.000 nè. Mẹ mới thiệt luôn cái form của nó mấy chị ơi. Trời ơi đỉnh ha. 45.000 một áo thôi quá rẻ luôn. Rồi ai thích màu nào mình chốt màu đỏ giùm em luôn, kèm nhé số điện thoại nha mọi người nha. Áo beo sẽ tài chị còn chị chưa có lên nè gái ơi, chưa có lên form luôn á, đợi chút xíu nha. Trời áo này dễ thương quá không. Cái này lên quần sọc đùi mấy chế rang đóng thùng vào cũng dễ thương nữa. Hoặc là mấy chị lên chân váy cũng đẹp luôn. Quần jean đồ này kia, trời ơi cưng quá trời luôn á. Áo xuất sắc quá bà ơi. Rồi qua mẫu giùm em luôn nha, lên set sơ mi. Lên set thả tha cho mấy chị thôi. Để cho em lên set lụa này đi. Lên bò sữa đùi á đã nè. Lên bò sữa đùi giùm em nè. 55.000 một bộ ha mấy chế. Này trời ơi xuất sắc luôn, y hình giùm em luôn, 55.000 bộ. Trời ơi cái quần này mấy chị ơi. Rồi xỉ cho em 42 nha mọi người nha, lẻ 55.000. Trời ơi cái quần này mấy chị ơi xuất sắc dễ sợ cho. Một màu y hình vậy luôn nha mấy bà. Một màu y hình vậy luôn nha mấy bà. Cái form ren nè mấy chị. Cái form ren ở trên cái tà áo của mấy chị ơi, cực kỳ xinh luôn. Đây 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 đây. Đó ren nè mấy chị. Tao nói nó xuất sắc chưa. À, trời ơi. Chốt giùm em liền, 55.000 một bộ nha mọi người nha. 55.000 mấy chị em ơi. Xin chưa? Em thì em nhìn cái lớp ren mà em ghiền luôn nè mấy bà. Hai dây cột cho mấy chị thoải mái giùm em luôn nè. Một bộ inbox nè. Ok, Nguyễn Thị Phượng Quyên nè, một bộ nè. 55.000 một set giùm em luôn nha mấy chị đẹp nha. Set beo, lộn, bò sữa. Bò sữa mấy chị ơi, ai thích bò sữa màu nào chốt màu đỏ giùm em luôn nha. Ai trời xong em nó sảng dữ ta. Em một cái điện thoại xíu ơi, đưa mình điện thoại ơi. À vậy là có mấy Nguyễn Thị Phượng Quyên có mình không, mấy nó đặt cái mộng đó bỏ lại cho em đi. Màu trắng 45.000 cho chị Kim Phúc Cao Thị. Có sếp đi làm không chị? Có luôn mà đợi em xíu nha.
Nè nè, cái phút cao thị áo trắng đang mặc nè, rồi cầm giùm em đi. Còn quần jean ngố không chạy, còn như Bích Nguyệt đang mặc, chị còn đang mặc nè. Size M, L, XL và XL giùm em nha. Trắng 45 cho chị Nana Lê nè, Okela nè. Áo này dễ thương lắm luôn với bà nha, rẻ mà đẹp luôn. Xinh lắm. Rồi ok, ai lấy màu nào mình chốt màu giùm em luôn. Rồi bộ đùi mấy chị ơi. Trời ơi, con áo này con bộ này dễ thương lắm luôn nha mấy bà. Đây nè. Đó, sexy chưa? Mặc cái này là đúng chuẩn cho mấy chị luôn nha, một màu duy nhất giùm em thôi. Áo đen, rồi cái quần lên y hình cho mấy bà trẻ thôi nha. Trắng 45 cho Nana Lê có rồi luôn. Chị đâu không biết mặc quần size nào được, cứ chốt giùm em size kèm số điện thoại giùm em nha. Rồi, bộ bét gơ, bộ bét gơ màu đen. Bộ bét gơ màu đen nè. Biến bán cái này luôn nha bà, làm em bị tụt mút quá. Đừng có hỏi nữa, để cho người ta lên đi bà Linh Linh ơi. Mà đừng có hỏi nữa coi. Nó lên tao bán cũng đúng một mẫu vậy thôi à. Đang từ từ bình tĩnh đấy bà. Nè em, quần jean này đang mặc nó tới đây thôi nè cưng. Cái này là phong quần ngổ mới vậy, có 79 ngàn à. Cái là quần ngổ mà, đâu phải là quần dài đâu. Alo, quần ngổ mà, đâu phải là quần dài đâu mấy chị. 79 ngàn cái quần này thôi. 3 size SML, ó lộn, M, L, XL và 2XL giùm em. Quần này em còn có vài cái thôi nha mấy chị đẹp nha. 79 ngàn, nó size, có size cho mọi người lên tới 60kg luôn á. Trời ơi, mấy chị khỏi lo luôn. Không có loại này mà quần dài đâu gái ơi. Áo này đang mặc em còn đủ màu nha mấy chị. Ai lấy áo chút áo giùm em luôn. Xinh quá trời quá đất luôn, thiệt luôn á nè. Cưng quá trời, cái áo này em thích quá. Cái này bà chế mặc theo quần sọt, mặc theo kiểu dấu quần cũng đẹp nữa. Cái này lên form quần dấu quần xuất sắc luôn á. Rồi ok chưa, ai lấy màu nào mình chốt màu giùm em ha. Rồi em lấy cái mẫu này nè. Ủa cái đầm này giá cao mà hôm qua tính giá rẻ rồi. Trời ơi sao ác cái tu vậy trời. Bữa hôm tôi về cái quần màu sáng, tôi đòi cái quần màu nhạt, màu đậm. Bữa nay về quần màu đậm, đòi quần màu sáng. Không nha gái ơi, có màu này, có một màu duy nhất à. Chị lấy một màu về cho chị dễ bán thôi. Tại bán không được nhanh. Lên hàng không ai chốt thì phải like, phải nài cho bà mua. Chứ làm sao. Chứ làm sao gái. Xin ngố 79 nghe giùm em chị Như Quỳnh ơi. Thí dụ mà mấy bà nào mua mấy bữa là mấy bà mua ngố đúng là tập trung vô một khung giờ nó dễ bán. Nay hả, mỗi bà vô cứ hỏi cái set, ví dụ như cái đầu like em like cái set sơ mi đúng không, vô là hỏi set sơ mi là ai phải trả lời tiếp. Trời ơi nói đi bà Bích Nguyệt, hỏi cái gì vậy? Chưa đi nha Bích Nguyệt ơi. 53kg, 1m53, chị mặc giùm em size L là vừa nha chị nha. Lấy cái gì, lấy quần size bao nhiêu? Cái quần không có màu sáng hơn đâu, có một màu đang mặc thôi. Thấy không, người ta mua, người ta về cái quần này thì mua cái quần này đi. Đòi mua màu sáng hơn. Đâu ga giờ trời. Đâu ga giờ ta. Rồi đây mấy chị ơi, phom su ngày hôm qua em like mấy chị nè. Trời ơi, cái này nó siêu đẹp luôn nha mọi người. Hôm qua em về con mò sữa mấy chị. Bữa nay em về cho mấy chị hình con vịt. Siêu cân chưa? Trời ơi, xuất sắc cái bà luôn nè. Tay là tay lỡ giùm em nha mấy chị đẹp nha. Rồi cái đầm này cho em nè mấy chị ơi. Giá giùm em là 65.000 một em đầm suông nha. Đầm suông 65.000 giùm em. Xanh lời cho Kim Phúc Cao Thị nè. Rồi em hết. Má má tôi lên chích dắt rồi, bà nội đi đâu rồi, bây giờ bà nội vô hỏi tiếp. Trời ơi tao tức cái nơ tao ghê mày ơi. Trời ơi tao tức cái tao like mà tao tức cái. Sai quá. Trời ơi trời. Nè má, lấy lên chích dắt không mua giờ vô. Nè, con tao like tao tức không? Trời ơi tao la dứt dắt không mua rồi kêu hả? Mà làm như nãy giờ bà theo dõi từ đầu la tới cuối la vậy á. Còn có một bộ duy nhất hết hàng. Lúc người ta lên thì không chịu coi. Rồi vô hỏi, bây giờ hết pin rồi, hết pin tại tôi á. Đâu tức á.
có size 60kg với như Quỳnh ơi, và mặc 2XL luôn là ok cho bà luôn á. Mặc 2XL là ok luôn. Bích Nguyệt size S, hết quần size S rồi cưng ơi, giờ còn M là nhỏ nhất. Còn M là nhỏ nhất, coi lấy M thì lấy nha. Rồi ok chưa? Bích Nguyệt còn M lấy gì chốt. Cà Na lấy luôn. Trời ơi á, tức dễ sợ tức à. Like thì không chốt nha mấy bà, đợi tôi like xong bắt đầu vô hỏi. Hôm nay là bị vậy đó. Dịch đủ màu nè cho Linh Linh nè, lên màu nè. Ok, Như Quỳnh lấy quần 2XL nha. 60kg là lô này có size cho mấy chị luôn đó, mấy chị khỏi lo giùm em luôn. Rồi má, cái đầm dịch nó dễ thương nha mấy bà chế nha. Mấy màu rồi trời. Hồng đậm nè, xanh nè. Rồi ok. Cho em một cái áo đang mặc luôn. Ok Thu Nguyễn, một cái áo đang mặc luôn. Ok em. Rồi cái áo đang mặc dễ thương ha. Rồi ok, lên đầm giùm em. Rồi xuất sắc cho mấy chị luôn. Giá 65.000 giùm em thôi nha mấy bà nha. Em lên form. Em lên form rồi em lên màu cho. Áo khoác em chỉ còn dán lẫn thôi mọi người nha. Em hết dán dài rồi mấy chị ơi. Áo khoác thì em chỉ còn dán lẫn thôi nha. Bích Nguyệt lấy size M được thì chốt cho chị M nha cưng nha. Size nó chênh nhau có tí xíu rồi bà ơi. Mặt thì nó rộng rãi thoải mái hơn chút nha. Trời ơi, em nói cái đầm này nó dễ thương lắm mấy chị ơi. Ngày hôm qua em về cái lô đầm này nè mấy bà, mà em về hình con bò á mọi người. Mà hết hình con bò mới về hình thêm hình mới cho mọi người luôn. Cái này mấy chị có thể mặc ngủ được nè, mặc đi chơi được nè. Tại vì cái form này nha mọi người nha, bình thường á em bán một form đầm suông á là có 55.000 à. Riêng cái đầm này nha mấy chị nha, mấy chị coi cái form này mắc hơn 10.000. Nhưng mà mấy chị thấy cái form không, rất là xinh luôn. Cái form này nó thiệt sự với bà luôn coi nè. Trời ơi má ơi, mê chưa? Rồi ok, em lên màu cho mọi người ha. Em đang mặc em có màu cam nè mấy chị. Hết áo thun sọc rồi cô gái ơi, hết áo thun sọc rồi. Hồng nhạt giùm em nha. Rồi màu vàng giúp em luôn. Trời, cái đầm này dễ thương quá à. Nè mấy chị coi có màu vàng nè. Xinh không? Trời ơi, em này của em ngày hôm qua là bà nào cũng vô hỏi luôn. Em có thiệt phơ mà xinh lắm luôn. Rồi, không vừa thì thôi cưng ơi. Đây, màu xanh giùm em nè mấy chị ơi. Em nói thiệt sự luôn, cái đầm mấy chị đỉnh lắm luôn. Cái này mấy bà chế mà bầu bì mà bông chen là mặc thoải mái giùm em luôn á nha. Bầu bì là bông chen mang thoải mái vô tư giùm em chiếc này đó. Rồi em có như đó màu thôi, bốn màu giùm em. Cam nè, có màu hồng nhạt, hồng đậm nữa, nhưng mà linh lấy hồng đậm rồi. Rồi giờ còn có như đó màu thôi nha mấy chị. Cam nè, rồi xanh nè. Trời ơi, xanh dễ thương dễ sợ chưa. Cái đầm này có 65.000 giùm em thôi nha mọi người nha. Mấy chị coi nè, mặc siêu cute luôn đó. Trời ơi, cái này mấy chị ơi, mặc cái túi nhỏ nhỏ xinh xinh rồi đi chơi giùm em luôn là bả cháy. Trời ơi, đẹp quá à. Ủa, em thích cái form đầm này ghê luôn nha mấy chị. Mấy chị coi tay lỏ luôn nè mọi người nè. Trời ơi, tao nói mặc cái này là má cháy mấy chị ơi. Màu xanh xinh ghê luôn á, màu xanh đẹp quá à. Rồi cái này mấy chị chốt em màu vàng nha. Vàng nè. Đó, em còn vàng với hồng. Xuất sắc quá à, thiệt luôn á. Vải đẹp quá trời đẹp luôn á mấy bà ơi. Ok, đầm dịch 65 chị Su đi Trần nè. Su đi Trần đầm dịch 65 nè. Rồi em còn đầm dịch hồng, đầm dịch vàng, đầm dịch xanh và đầm dịch cam đang mặc thôi. 65.000 mấy chị, đẹp lắm luôn. Trời ơi coi nè, tiền nào của đó luôn nha mấy chị. Cái hàng nó dài qua gối giùm em luôn. Mấy cái hàng này mấy chị ra ngoài thị trường mấy chị mua là 100 mấy á. Trời ơi vải đẹp quá. Lô này hàng đẹp nè. Thích cái form đầm của nó ghê luôn á. Quá trời xuất sắc luôn. Rồi ai thích màu nào mình chốt màu giùm em luôn nha. Ôi vàng cũng xinh nữa nè mấy chị ơi. Cam cũng đẹp luôn. Cái màu cam hôm nay nó hot quá trời hot. Hôm nay thấy bà toàn ra ngoài đường chơi màu nổi nổi không à. Hôm nay khách toàn ra đường chơi màu nổi nổi không à. Rồi em lên bộ đùi cho mấy chị nha mấy chị. Hôm nay đầm em lên bộ đùi ha. Nè xanh đẹp quá. Đó em còn hồng nha mọi người nha. Ai lấy hồng chút hồng. Hôm nay không biết mảng lắc hay là mấy bà khách tôi bị lắc hay gì á. Thiệt luôn á. Lúc lên là không lấy đâu nha. Tới hồi vừa like xong là quay qua hỏi cái mẫu đó y khuôn vậy đó. Rồi em lên bộ đùi ăn chết.
Dạ không chị ơi, đồ dập ly hai cho em hết hàng rồi chị. Đồ dập ly hết hết hàng sạch hàng luôn rồi. Trời ơi, nói thiệt cái bộ này nó siêu to nè mấy chế. Mà nó rẻ xỉu luôn. Đây nha, form bộ đùi giùm em luôn, 60 cân mặc thoải mái. Đây mấy chị, chữ Adidas giùm em nè mọi người nè. Trời ơi, xinh xỉu chưa, 55 ngàn một bộ cho em thôi nha mọi người nha. Nói đúng giá đó bà chế ơi. Mỹ Tiên có quần jean ngố size M không chị nè, có nè em ơi. Mỹ Tiên size M phải không? Chốt cho Mỹ Tiên nè. Quần ngố này nhà em vẫn còn đủ size cho mọi người luôn, hết S thôi mấy chị. Hết size nhỏ rồi còn size lớn không à. Bình thường á là khách toàn là mua xe lớn không mà nay khách vô mua xe nhỏ mới ghê chứ. Bộ quần dài chú lên cưng ơi, cho em lên bỏ đi đắt cho mấy chị ơi. Trời ơi, quả đá nó xinh xỉu luôn nha mấy bà. Đợt này về màu đẹp lắm, mấy chị ơi, có 55 ngàn bộ cho em thôi. Trời ơi, cái bộ này nó xinh lắm luôn nha mấy bà gái nha, thiệt luôn á. Đây nè mấy chị, em lên form cho coi nè, em lên màu cho mấy chị coi nè, mấy chị coi cái quần nè. Trời ơi, cái bộ này mấy chị ơi, form là form Thái luôn. Nè mấy chị coi nè, đó, rộng rãi thoải mái chưa, áo in, quần in đàng hoàng luôn. Áo in, quần in cho em luôn nha. Bộ này có 55 nghìn một bộ thôi. Cái gì? S còn một cái nè. Mẹ Tiên lấy M nha. Bích Nguyệt hả? Bích Nguyệt lấy S luôn không? Vì chốt S luôn là Bích Nguyệt ơi, còn bộ S nè mấy chị ơi. Rồi bộ đùa Adidas giùm em nha mấy chị nha. Có 55 nghìn bộ mấy chị. Ai thích màu nào chốt màu đỏ giùm em luôn. Nè màu hồng nè. Trời ơi mấy thiệt bộ này là siêu dễ thương luôn á trời. Ok chị Huyền mở lấy bộ cam nè, có 55 nghìn nè mấy chị ơi. Trời ơi mấy thiệt luôn á, cái bộ này mấy bà không tin được cái giá nó rẻ như vậy đâu. 55 ngàn một bộ cho em thôi nha mấy bà, hàng Thái luôn. Mấy chị coi cái form áo nè. Trời ơi quần in luôn, quần rộng rãi thoải mái cho em ha. Cam nè mấy chị, nu nè. Cam nu nè ha, rồi màu hồng nhạt cho em nè, y hình luôn. Em nói thiệt màu nó y hình luôn, xanh cớm nè mọi người. Trời năm nay cái màu xanh cớm này quá hot. Màu đen, màu nâu tây, rồi hồng đậm giùm em luôn. Ai thích màu nào mình chốt màu đỏ giùm em. Ok chị Huyền mở đi chung với chị Hồng Kim nè. Em ơi vậy sao shipper tới gọi điện cho em nghe máy nhận hàng được cho chị đây trời. Để chị biết đường á. Đây nè em có màu nu cho mọi người nha. Ai lấy nu chút nu giùm em luôn. Ở cái like này không được rồi mấy bà, em tắt đi qua like mới cho em nha mấy bà. Đi qua live mới cho em nha mấy bà nha, cái live tới không được rồi. Ok. Tôi lên hàng hot mà mấy bà không chốt không mà sao tôi bán giờ trời. Nè cái bộ này có 55 nghìn nè mấy bà gái nè. Bán ế không hiểu luôn. Qua live mới cho em đi nha.